Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2426, trở mặt thì làm sao hai. Về đấy à, giọng nói của Triệu Vĩnh Phúc có chút trầm thấp, chuyện của Cảnh Thiên Thu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình tự của y. Triệu Quốc Cường ngồi xuống đối diện cha, nói khẽ Cơ Nhược Nhạn tới làm gì. Thật ra không cần hỏi hắn cũng đoán được mục đích của Cơ Nhược Nhạn, mục đích nói như vậy là để khơi dậy đề tài. Triệu Vĩnh Phúc thở dài nói, còn không phải là vì chuyện của cô ta ư, vừa rồi người của phân cục Tây Kinh dẫn dì Cảnh của cậu đi rồi. Triệu Quốc Cường ngây ra một thoáng, nói tới phân cục khu Tây Kinh, hắn lập tức nghĩ tới bạn học của mình Vu Cường Hoa, nhưng chuyện này nghe ra có chút không đúng, Cảnh Thiên Thu ở trong mắt Triệu Quốc Cường vẫn luôn là có quan hệ khá rộng, không chỉ với nhà bọn họ, trong số người cô ta quen cũng không thiếu nhân vật nổi tiếng xã hội và nhân vật thượng tầng. Theo hắn biết thì quan hệ của cô ta và cục trưởng phân cục khu cũng không bình thường, sao lại trực tiếp dẫn cô ta đi? Triệu Quốc Cường nói khẽ tội danh gì? Triệu Vĩnh Phúc cắn cắn môi, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, một lát sau mới, chứa chấp và cung cấp mại dâm. Triệu Quốc Cường không thể nào ngờ được Cảnh Thiên Thu lại bị bắt với một lý do buồn cười như vậy, lúc trước hắn cũng hỏi qua cha, Cảnh Thiên Thu làm kinh doanh giải trí, liệu có liên quan tới mại dâm hay không? Cha lúc ấy phủ định rất quả quyết. Hắn cho rằng Cảnh Thiên Thu sẽ không làm ra chuyện cấp thấp như vậy, nhưng hiện thực lại vô tình đập nát tất cả. Triệu Vĩnh Phúc nói, người của Cục Quốc An từ nhân gian cung khuyết bắt được một tên hung phạm chuyên đánh bom, trong quá trình điều tra, ở trong nhân gian cung khuyết phát hiện được một cái thông đạo bí mật. Triệu Quốc Cường nói cha, lần này dì Cảnh liệu có gặp phiền toái lắm không? Triệu Vĩnh Phúc tức giận nói, tôi đã sớm nói qua với cô ta rồi, làm việc đừng ngây thơ như vậy. Cô ta cứ cho rằng chỉ bằng vào quan hệ xã hội là có thể xử lý được tất, làm việc gì cũng nghĩ rất đơn giản, đó là bởi vì trước đây cô ta chưa từng gặp nhân vật lợi hại thực sự, hiện tại thì hay rồi, người nào không chọc lại đi chọc vào Trương Dương. Triệu Quốc Cường nói cha, chuyện này chỉ sợ không chỉ là vì Trương Dương. Triệu Vĩnh Phúc đối với những lời này của con trai thì rất không ủng hộ, cực kỳ bất mãn chừng mắt lườm hắn một cái, cậu sao luôn nói đỡ cho hắn thế, hắn cho cậu cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Quốc Cường nói cha có từng nghĩ tới hay không, dì Cảnh sao lại quen Quản Thành. Quản Thành là ai, hắn là phản đồ của Quốc An, có liên quan tới rất nhiều sự kiện khủng bố phát sinh gần đây, dì Cảnh vì sao lại che giấu hắn. Nếu như không phải là vì Quản Thành thì Trương Dương sao lại đi tìm tới nhân gian cung khuyết. Triệu Vĩnh Phúc từ trong lời nói của con trai tựa hồ ngộ ra gì đó. Y tràn ngập hoài nghi nhìn con trai, cậu có phải đã sớm biết chuyện này rồi hay không? Cậu biết Trương Dương muốn tới nhân gian cung khuyết gây sự ư? Triệu Quốc Cường vốn không muốn ở trước mặt cha nói ra sự thực, nhưng đã tới nước này, trong nhất thời máu nóng sộc lên đầu, lớn tiếng nói, vâng. Triệu Vĩnh Phúc giận dữ hét, thằng khốn nạn, mày là đồ chân ngoài dài hơn chân trong. Triệu Quốc Cường nói cha, con biết tình cảm cha đối với dì Cảnh, cha không thể để những thứ bên ngoài mê hoặc được. Có lẽ dì Cảnh căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng của cha đâu. Triệu Vĩnh Phúc tức giận nói, mày cút ra ngoài cho tao. Cha! Triệu Vĩnh Phúc nhắm hai mắt lại, cút, tao không muốn thấy mày. Triệu Quốc Cường đứng lên, hắn mấp máy môi, không hề lập tức rời đi cha không muốn nghe thì con vẫn phải nói. Thật ra thanh danh của nhân gian cung khuyết ở kinh thành cũng không tốt gì, cái gì mà làm giải trí, chỉ là lớp ngụy trang của cô ta mà thôi, cô ta lợi dụng thanh danh của cha. Lợi dụng quan hệ của cha, liên lạc tình cảm nơi nơi, đơn giản là đang tính toán cho lợi ích cá nhân của cô ta, con trước đây không nói ra là vì con không muốn cha thương tâm, con không tin cha vẫn không nhìn thấu những việc này. Triệu Vĩnh Phúc giận dữ hét, đủ rồi. Đêm thu kinh thành rất lạnh, Triệu Quốc Cường một mình đứng bên ngoài, nhìn trăng rằm như miếng băng mỏng trâu trên không trung, thở dài, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đầu tiên gọi cho Vu Cường Hoa, di động của Vu Cường Hoa không liên lạc được. Triệu Quốc Cường đoán ra hắn có thể là cố ý tránh mình, hôm nay dẫn Cảnh Thiên Thu đi, khẳng định đã chạm tới dây thần kinh mẫn cảm của không ít người, để tránh phiền toái, cho nên dứt khoát tắt máy. Triệu Quốc Cường lúc này mới gọi cho Trương Dương. Trương Dương khi nhận được điện thoại thì vừa mới chia tay với Thiết Vĩ Đồng, hắn muốn tìm Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi để hỏi một chút tình huống, nhưng bất kể là như thế nào cũng không liên lạc được với cô ta, hỏi qua Thiết Vĩ Đồng mới biết, cô ta cũng đã vài ngày rồi chưa gặp. Thiết Vĩ Đồng bởi vì điều này mà còn có chút khó chịu, không nghĩ thông Trương Dương muốn tìm nữ nhân này làm gì. Bản thân cô ta mà nói thì thà Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi vĩnh viễn đừng xuất hiện thì tốt hơn. Nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Triệu Quốc Cường,
Trương Dương lập tức đáp ứng, hẹn Triệu Quốc Cường ở quán đồ nướng tại ngõ nhỏ phía sau ban chú kinh Bình Hải. 10 phút sau, hai người cơ hồ đồng thời đến đó, bọn họ đều không lái xe, Triệu Quốc Cường mới tới kinh thành, hơn nữa bị lão gia tử đuổi ra khỏi nhà, không có ô tô nên đành đi bộ, Trương Đại Quan Nhân thì là vì xe bị người của Tạ Khôn Cử đâm phải, đã đưa tới chỗ xưa. Nhìn thấy Trương Dương dẫn mình ngồi xuống quán đồ nướng, Triệu Quốc Cường nói, anh thường đến đây à? Trương Dương gật đầu nói, ừ, chỉ cần đến kinh thành và ở tại khách sạn Thanh Giang thì phải qua nơi này. Hắn cười cười với tiểu lão bản quán ăn, hai món rau, một cân thịt dê mà 20 sâu thịt, bỏ thêm ít hạt tiêu. Đúng rồi, cho hai bình nhưu nhị trước. Triệu Quốc Cường nhìn thấy bình nhưu Lan Sơn thì lắc đầu nói, không uống đâu. Trương Đại Quan Nhân đã mở rượu ra rồi, rót đầy hai chén thủy tinh trước mặt, hôm nay tôi cao hứng, uống với tôi một chút. Triệu Quốc Cường nói, tôi sao phải uống với anh, tôi tối nay rất chán. Trương Dương nói, nhìn ra mà, nhưng chán thì càng phải uống, nhất túy giải thiên sầu mà, nào, uống, uống. Triệu Quốc Cường híp mắt nhìn Trương Dương anh có phải là muốn lừa tôi không? Trương Dương nói, sao lại nói vậy, Quốc Cường, tôi và anh tuy rằng trước đây có một đoạn thời gian quan hệ không tốt, nhưng chúng ta cũng được cho là không đánh thì không quen, đến hiện tại tôi đã coi anh là bằng hữu thực sự rồi. Triệu Quốc Cường thở dài nói, hôm nay tôi đã bị vị bằng hữu này lừa đến thảm. Không đợi Trương Dương đề xuất, hắn đã cầm chén thủy tinh lên làm một ngụm lớn, rồi chép chép miệng nói, lão gia tử nhà tôi đuổi tôi đi, cho rằng chuyện của nhân gian cung khuyết là tôi giúp anh làm. Trương Dương nói, sao lại vậy? Tôi không hề nhắc tới chuyện của anh với ai, cha anh sao mà biết được? Chương 2427, trở mặt thì làm sao ba? Triệu Quốc Cường thở dài nói, là tự tôi nói ra. Trương Đại Quan Nhân ặc một tiếng, chẳng trách, nhưng chuyện này không trách tôi được, nguyên nhân là tự anh biết rõ cha anh không thích tôi, anh cũng biết quan hệ của cha anh và Cảnh Thiên Thu. Anh sao lại còn chọc vào vây ngược của ông ấy, hắc hắc, tự anh tìm phi ề phức, cho chết. Triệu Quốc Cường gật đầu nói, đúng. Trương Dương chạm cốc với hắn, uống một ngụm rượu to rồi nói, hai cha con làm gì có thù cách đêm. Ông ấy chửi anh một trận, đuổi anh ra khỏi nhà cũng chỉ là tức giận nhất thời. Chờ tới ngày mai là sẽ không sao đâu. Triệu Quốc Cường gật đầu, trong lòng hắn đương nhiên minh bạch, nếu như nói trước đây, cha giữa mình và em trai thì thiên vị em trai hơn, nhưng sau khi em trai ngộ hại, lão gia tử đã dồn hết tất cả sự quan tâm lên người mình. Hắn buông chén rượu, nhìn Trương Dương đang rót thêm thì nói, tôi nhìn ra rồi, anh hôm nay là kiểu gì cũng muốn chuốc say tôi. Trương Dương nói, miệng mọc trên miệng anh không uống thì tôi cũng không thể đổ vào miệng anh được, và lại anh là cục trưởng công an, tôi có lòng nhưng cũng không có gan. Triệu Quốc Cường nói, lá gan anh nếu nhỏ thì trên đời này không có ai lớn gai cả. Hắn tạm dừng một chút rồi nói khẽ, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương cũng không giấu hắn, kể lại chuyện xảy ra ở nhân gian cung khuyết. Triệu Quốc Cường nghe xong thì mày rậm nhíu chặt. Hắn nói khẽ theo như lời anh nói thì quản thành quả thực ẩn thân ở nhân gian cung khuyết, mà Cảnh Thiên Thu cũng biết ư. Trương Dương nói, tôi sở dĩ tới thăm dò nhân gian cung khuyết, là vì từ trong miệng một vị bạn cũ của quản thành nhận được tin tức, là hắn nói cho tôi biết về chuyện của nhân gian cung khuyết, cho nên tôi mới vào đó tìm kiếm quản thành. Quản thành đối với tình huống nội bộ của nhân gian cung khuyết thì hiểu rõ vô cùng, chứng minh hắn không phải lần đầu tiên tới đó, tôi có thể kết luận Cảnh Thiên Thu và quản thành không chỉ quen một ngày hai ngày. Triệu Quốc Cường nói, trong ấn tượng của tôi thì gì Cảnh? Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, khi mở miệng thì đã thay đổi cách xưng hô, Cảnh Thiên Thu là người làm ăn tiêu chuẩn, cô ta rất nhiệt tình với đủ loại quan hệ xã hội, trèo kéo nhân vật nổi tiếng các mặt, cô ta chắc sẽ không phạm tội. Trương Dương nói, có những lúc cái chúng ta thường thấy chỉ là sự giả dối ngoài mặt, anh là cảnh sát thì rõ điểm này hơn tôi, quản thành trước mắt đã bị quốc an mang đi rồi, kết quả thẩm vấn rất nhanh sẽ có. Triệu Quốc Cường nói, cô ta liệu có liên quan tới hành vi phạm tội của quản thành hay không? Trương Dương nói, rất khó nói, Quốc Cường, tôi không giấu gì anh, sau lưng quản thành còn có người sai khiến, tôi biết nói ra thì có thể có chút nghìn lẻ một đêm, nhưng quản thành quả thực bị một loại cổ thuật kỳ quái khống chế, có người hạ cổ trong cơ thể hắn, chẳng những quản thành, theo tôi biết thì còn có mấy người đồng dạng phương pháp đồng dạng khống chế. Triệu Quốc Cường hít một hơi lạnh, rốt cuộc là ai mà âm hiểm như vậy? Trương Dương nói, anh còn nhớ Trương Bích Quân không? Triệu Quốc Cường nói, anh là nói quản thành có liên quan tới cô ta ư? Trương Dương lắc đầu nói, chắc không phải cùng trận doanh,
mấy ngày hôm trước quản thành ở Đông Môn gài bom vào ô tô, cao tầng của quốc an là Hình Chiêu Huy bỏ mình ở đó. Hôm nay khi thẩm vấn động cơ phạm tội của quản thành, hắn nói hắn trong lúc nhậm chức ở quốc an, từng bị Hình Chiêu Huy đối đãi không công bình, cho nên mới nổi lên ý đồ với Hình Chiêu Huy, nhưng căn cứ vào tìm hiểu của chúng tôi thì hắn và Hình Chiêu Huy không hề có bất kỳ xung đột lợi ích nào cả. Triệu Quốc Cường nói cách khác thì cách nói của hắn căn bản không được thành lập. Trương Dương gật đầu, Hình Chiêu Huy từng bị Trương Bích Quân bí mật giam giữ hơn nửa năm, sau khi hắn chết, quốc an đã tập trung hiểm nghi lên trên người Tiết Thế Luân. Triệu Quốc Cường nghĩ, cái này cũng rất bình thường, quan hệ của Trương Bích Quân và Tiết Thế Luân rất chặt chẽ, cái chết của Trương Bích Quân là nỗi đau lớn của hắn, suy luận dựa theo lẽ thường thì hắn bởi vậy mà giận chó đánh mèo lên người Hình Chiêu Huy cũng có thể. Trương Dương nói, tôi có dự cảm, quản thành có lẽ sẽ đổ chuyện này lên người Tiết Thế Luân. Mắt Triệu Quốc Cường sáng ngời, hắn nói khẽ, anh vì sao lại nghĩ vậy? Trương Dương nói, lúc ban đầu, tôi luôn cảm thấy người hiểm nghi lớn nhất chính là Tiết Thế Luân, nhưng theo càng lúc càng nhiều chuyện trồi lên mặt nước, tôi bỗng nhiên phát hiện, Tiết Thế Luân cũng là một người bị hại. Ít nhất có một bộ phận chuyện là có người đang giá họa cho hắn. Hắn cầm chén rượu lên uống một ngụm, nói khẽ, rốt cuộc ai mà hận Tiết Thế Luân như vậy? Triệu Quốc Cường nói, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết. Tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng Tiết Vĩ Đồng vẫn không quên lời nhắc nhở của Trương Dương. Cô ta tới bên cạnh cha, ôm một cánh tay của y rồi tựa vào đầu vai y, nói khẽ, cha, đã muộn thế này sao còn chưa đi ngủ? Ánh mắt Tiết Thế Luân nhìn chằm chằm vào tivi phía trước, nhưng cả nửa ngày y là đang suy nghĩ, căn bản không rõ trên tivi đang chiếu gì. Y vuốt ve mái tóc con gái, nói khẽ, lớn tuổi rồi thì sẽ luôn khó ngủ, con còn trẻ, không như cha, nhất định phải ngủ cho đủ, bằng không sẽ già đi rất nhanh đó. Tiết Vĩ Đồng cười nói, không sao cả, dù sao con cũng định làm bà cô cả đời. Tiết Thế Luân nói, vui vẻ là tốt, con chọn kiểu sống gì là tùy con. Tiết Vĩ Đồng nói, cha từ lúc nào trở nên thoáng thế? Tiết Thế Luân nói, trước đây cha vẫn cho rằng, làm người phải cố gắng thì mới có thể có thành tựu, nhưng cha đột nhiên phát hiện, người ta cố gắng quá thì sẽ mất đi lạc thú của cuộc sống, đời này của cha thực sự quá mệt rồi, cho nên không muốn con giống cha. Tiết Vĩ Đồng giống như lần đầu tiên quen y, đứng dậy nhìn cha, đây hình như không giống như là cha nói, sao vậy? Thất tình à? Tiết Thế Luân bật cười ha ha, con cho rằng cha còn có thể yêu ư? Không có tình yêu thì đâu thể thất tình được. Tiết Vĩ Đồng nói, Thiệu Minh Phi của cha đâu rồi? Tiết Thế Luân nói, con không nói thì cha suýt nữa quên mất, cha cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp cô ta. Tiết Vĩ Đồng nói, thật ư? Lừa con làm gì? Mắt Tiết Vĩ Đồng đảo quanh, trong lòng thì lại vô cùng vui vẻ, cha, cô ta chắc không phải kiếm đủ tiền của ha rồi, sau đó đi theo tên mặt trắng nào đó chứ. Nói hưu nói vượn, Tiết Thế Luân cảm thấy có chút bi ai, hiện tại bất kỳ chuyện gì đều tựa hồ không thể khiến y hứng thú. Con gái nói như vậy, y không ngờ không hề cảm thấy có chút ghen tức nào, nếu thực sự là vậy thì sao, Thiệu Minh Phi đối với y mà nói thì căn bản không quan trọng. Tiết Vĩ Đồng ngáp một cái rồi nói, cha, con đi ngủ. Tiết Thế Luân gật đầu, lúc này lại có khách tới thăm. Đêm khuya đến thăm, nếu không phải là bằng hữu có việc gấp thì chính là khách không mời mà đến, lần này người tới Tiết gia chính là người sau. Hai nhân viên công tác của quốc an đưa ra giấy tờ của họ. Sau đó rất khách khí nói, Tiết tiên sinh, chúng tôi muốn mời ngài về hiệp trợ điều tra. Tiết Vĩ Đồng tức giận nói, vì sao? Các anh dựa vào gì mà dẫn cha tôi đi? Biểu hiện của Tiết Thế Luân lại cực kỳ chấn định, y mỉm cười vỗ vỗ vai con gái rồi nói, Đồng Đồng, con hò hét cái gì? Làm người không làm chuyện đuối lý, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, bọn họ tìm cha cũng chỉ là điều tra tình huống, có phải là muốn bắt cha đâu, không sao. Cha đi theo họ một chuyến, nói cho rõ ràng là được. Y quay sang hai nhân viên công tác của quốc an, chủ nhiệm Liễu của các anh biết chuyện này không? Một gã nhân viên công tác quốc an trong đó nói, Tiết tiên sinh đến sẽ biết. Triệu Quốc Cường nói, Phu Cường Hoa dẫn Cảnh Thiên Thu đi là ý tứ của ai? Trương Dương nói, thôi xin, anh đừng có dùng loại ánh mắt này để nhìn tôi có được không? Cứ như tất cả chuyện xấu đều là tôi làm vậy, tôi và Cảnh Thiên Thu đâu có thù. Chuyện của nhân gian cung khuyết tất cả là vì cô ta chứa chấp quản thành mà có, quản thành là trọng phạm quốc an đang truy tra, chỉ cần là tội danh chứa chấp bao che cũng đã đủ để cô ta ăn hành rồi. Về phần Vu Cường Hoa, tôi thừa nhận lúc ấy tôi là tìm hắn nhờ chặn cửa, nhưng Vu Cường Hoa không ra mặt xuất hiện, chuyện hắn dẫn Cảnh Thiên Thu đi tôi thật sự không biết. Giả vờ,
anh luôn thích giả vờ. Trương Dương nói, thực sự không phải tôi giả vờ mà, cảnh Thiên Thu rơi vào cảnh này cũng là cô ta gieo gió gặt bão, không nói tới chuyện chứa chấp quản thành, chúng ta chỉ nói chuyện nhân gian cung khuyết, tuyên bố với bên ngoài cái gì là chỗ ăn chơi xa hoa, thật ra thì chính là một kỹ viện cao cấp, cảnh Thiên Thu này nói trắng ra là một tú bà. Triệu Quốc Cường cảm thấy mặt nóng lên, dù sao quan hệ cảnh Thiên Thu và lão gia tử của hắn rất thân thiết, những lời này của Trương Dương khiến hắn cảm thấy nóng mặt, hắn ho khan một tiếng, miệng anh có thể sạch sẽ chút hay không? Trương Dương biết trong lúc vô ý đã chạm tới thần kinh mẫn cảm của Triệu Quốc Cường, hắn nhếch miệng cười nói, được, tôi không nói cô ta nữa, nhưng những lời tôi nói tất cả là thật, hôm nay tôi truy tung quản thành vào mật đạo, anh khẳng định không biết, trong phòng 5 của nhân gian cung khuyết có một mật đạo. Bên trong còn có cửa mật mã, sau khi đi vào thì nhìn thấy một đôi nam nữ, bị trói cùng một chỗ như lợn luộn, quản thành còn buộc bom hẹn giờ trên người bọn họ. Triệu Quốc Cường tuy rằng cảm thấy khó có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại hắn cũng cho rằng cảnh Thiên Thu nhất định có vấn đề. Chương 2428, trở mặt thì làm sao 4. Trương Dương nói, nữ chính là gái của nhân gian cung khuyết, có điều anh nhất định không ngờ người nam là ai. Triệu Quốc Cường cắn một miệng thị, đừng có thừa nước đục thả câu. Trương đại quan nhân quả thực không có ý tứ thừa nước đục thả câu, hắn cười nói, Tạ Khôn Cử. Con rể của phó thị trưởng thường vụ kinh thành Triệu Thiên Nhạc. Triệu Quốc Cường rõ ràng ngây ra một thoáng, hắn bắt đầu minh bạch vì sao cảnh sát lại bắt cảnh Thiên Thu đi, nếu như Triệu Thiên Nhạc bởi vì chuyện này mà nổi giận, nếu y quyết tâm đối phó nhân gian cung khuyết, những cảnh sát này tuyệt đối không dám không nghe. Huống chi bản thân hệ thống công an chính là trong phạm vi phân quản của y, Triệu Thiên Nhạc tuy rằng là phó thị trưởng thường vụ. Nhưng y rất được ủng hộ lên làm bí thư thị ủy kinh thành, hơn nữa năng lực của y cũng được thượng tầng và người dân song trọng khẳng định, tuyệt đối là một trong những người có thực quyền nhất của kinh thành. Triệu Quốc Cường rất nhanh liền tìm được mấu chốt, chuyện của Tạ Khôn Cử sao lại truyền tới tai Triệu Thiên Nhạc. Trương đại quan nhân đắc y nói, tôi nói đó, tôi báo chuyện của Tạ Khôn Cử cho lão bà của hắn. Thằng chó này trước đây từng đắc tội với tôi. Triệu Quốc Cường đã hoàn toàn minh bạch rồi, thằng Ôn Trương Dương này đúng là tính hết cơ quan, hắn thầy dùi chuyện của Tạ Khôn Cử với Triệu gia. Mượn tay của Triệu Thiên Nhạc, chẳng những muốn trả thù Tạ Khôn Cử, hơn nữa thuận tiện thu thập luôn cả cảnh Thiên Thu, cái này gọi là nhất tiễn song điêu, trong mắt Triệu Quốc Cường, cảnh Thiên Thu quả thực không có chỗ nào đáng để đồng tình. Nhưng nghĩ đến cha, nội tâm của Triệu Quốc Cường lại bắt đầu có chút bất an. Cảnh Thiên Thu lần này chọc phải phiền phức không nhỏ, nếu như cha không bỏ xuống được tình cảm đối với cô ta, yếu ra tay tương trợ thì chỉ sợ sẽ gặp phải áp lực rất lớn, có giúp cô ta thoát được hay không thì chưa biết, nhưng rất có thể sẽ mất đi anh danh một đời. Trương Dương cũng nhìn ra sự rối rắm của Triệu Quốc Cường, ý vị thâm trường nói, Quốc Cường, nếu như tôi là anh, tôi sẽ triệt để phân rõ giới hạn với cảnh Thiên Thu này. Cái này kêu là quân pháp bất vị thân. Tiết Thế Luân qua kính thủy tinh nhìn một hướng nhìn quản thành bên trong, cảnh Chí Siêu ở bên cạnh y nói, anh nhìn kỹ xem có nhận ra hắn không. Tiết Thế Luân lắc đầu, tôi chưa bao giờ gặp hắn. Cảnh Chí Siêu nói, Tiết Tiên Sinh, hắn tên là Quản Thành, căn cứ vào tình huống chúng tôi trước mắt nắm giữ được và khẩu cung của chính hắn thì hắn có liên quan tới rất nhiều vụ đánh bom gần đây, cũng là người gây ra vụ nổ ô tô ở Đông Môn 2 ngày trước, mà trong vụ nổ đó. Tiết Thế Luân không chút khách khí ngắt lời cảnh Chí Siêu, vụ án của Hình Chiêu Huy ư. Các anh muộn như vậy còn gọi tôi tới đây, đơn giản là muốn chứng minh một chuyện, các anh muốn chứng minh Quản Thành là tôi phái ra, tôi mới là tên hung phạm gây ra cái chết của Hình Chiêu Huy. Cảnh Chí Siêu không nói gì, lặng lặng nhìn Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân mỉm cười lắc đầu, tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không giết Hình Chiêu Huy, tôi cũng sẽ không tìm bất kỳ ai đi giết hắn làm gì, bởi vì không có lý do gì cả. Đầu óc phá án của quốc an các anh quả thực có chút vấn đề, các anh bởi vì quan hệ của tôi và Trương Bích Quân mà kết luận tôi nên báo thù cho cô ta, lại bởi vì ân oán của Trương Bích Quân và Hình Chiêu Huy mà suy đoán ra tôi muốn giết chết Hình Chiêu Huy để báo thù cho cô ta, nhưng các anh có từng động não hay không, tôi là một thương nhân thủ pháp. Tôi có gia thế tốt, tôi không phải tội phạm, tôi cũng chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện trái với pháp luật nào cả, người này tôi không biết, tôi thề là tôi chưa bao giờ gặp hắn cả. Cảnh Chí Siêu nói, nhưng hắn lại thừa nhận là anh thuê hắn. Tiết Thế Luân nói, bất kỳ chuyện gì cũng đều sẽ lưu lại dấu vết, nói tôi thuê hắn, vậy tôi dùng gì để thuê hắn? Tiền tài ư, các anh có thể của tôi tài khoản của tôi, giữa tôi và hắn có qua lại tiền nong không? Đúng là nụ cười, bởi vì một câu của hắn mà gọi tôi tới điều tra, nếu như hắn nói Clinton thuê hắn,
các anh liệu có sang Mỹ bắt ông ta về tra hỏi hay không? Cảnh Chí Siêu bị Tiết Thế Luân hỏi cho á khẩu không trả lời được, trên thực tế chỉ với lời nói của một bên của quản thành thì quả thực không thể kết luận chuyện này có liên quan tới Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân nói, tôi và Trương Bích Quân được coi là tri kỷ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn báo thù cho cô ta cả, cô ta chết lâu như vậy rồi, đến bây giờ các anh vẫn chưa điều tra rõ chân tướng cô ta bị giết, lại dồn tinh lực vào cái loại chuyện không hề có ý nghĩa này, tôi hiện tại cuối cùng cũng minh bạch một chuyện, trông cậy vào đám người các anh để phá án căn bản là si tâm vọng tưởng. Cảnh Chí Siêu nói, dùng phương pháp gì để phá án là chuyện của chúng tôi, không liên can tới anh. Tiết Thế Luân xòe tay bĩu môi nói, nếu như các anh không phải lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy tôi thì tôi cũng chẳng muốn quản các anh làm gì, có một số việc đã hiện sờ sờ lên rồi, nếu như các anh nhìn không thấu thì tôi không ngại dạy cho cái anh, sau lưng quản thành khẳng định có người đang sai khiến, mục đích giết Hình Chiêu Huy chính là muốn hướng đầu mâu về phía tôi, người này rất âm hiểm, hắn đối với tư duy của đám người các anh thì cân nhắc rất thấu triệt, anh có phát hiện hay không, các anh đa số thời gian đều là bị hắn dắt mũi. Cảnh Chí Siêu nói, nhưng trên khẩu cung của quản thành viết anh. Tiết Thế Luân mỉm cười đứng dậy, có một sự thật là, hắn là tội phạm, lời nói của hắn không hề có sức thuyết phục, nếu như lời nói của hắn có thể trở thành chứng cung trên tòa án, như vậy các anh có thể bắt tôi, Tiết Thế Luân tôi không một câu oán hận. Hắn sửa lại cổ áo rồi nói, tôi phải đi đây, tôi sở dĩ đến phối hợp với các anh, thứ nhất là tôi không thẹn với lương tâm, thứ hai tôi không muốn các anh quấy nhiễu người nhà của tôi. Còn nữa, tôi nghĩ tôi không cần thiết đã muộn thế này rồi còn gọi luật sư của tôi tới chứ. Cảnh Chí Siêu gật đầu. Tiết Thế Luân nói, chủ nhiệm Liễu của các anh đúng là lão già giải hoạt, tôi đến lâu như vậy rồi hắn cũng không ra mặt, có phải thấy thẹn với ông bạn già này hay không? Cảnh Chí Siêu nói, chuyện này chủ nhiệm Liễu không biết. Tiết Thế Luân cười ha ha, hắn nhìn chung quanh, hắn không gật đầu thì các anh dám tới cửa mời tôi đến đây ư. Lão Liễu à, nhiều năm làm bạn như vậy. Chẳng lẽ anh vẫn không tin con người tôi xem anh về sau còn mặt mũi nào gặp tôi nữa, thôi, biết anh thích giả làm cháu chắt rồi, tôi đi trước. Hai nhân viên công tác quốc an vội vàng bước lên, Cảnh Chí Siêu đánh mắt ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, Cảnh tiên sinh, không có chuyện gì khác thì tôi về nghỉ ngơi. Cảnh Chí Siêu nói khẽ thứ cho không tiễn xa được. Sau khi Tiết Thế Luân rời khỏi, cửa ẩn hình trên vách tường phía bên phải chậm rãi mở ra. Cảnh Chí Siêu đi vào, trên sofa bên trong có một người trung niên đeo kính đen đang ngồi. Cảnh Chí Siêu cung kính nói, chủ nhiệm Liễu, chuyện vừa rồi ngài đều nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy, cũng nghe thấy. Cảnh Chí Siêu nói, quản thành một mực chắc chắn chính là Tiết Thế Luân thuê hắn làm việc này. Chủ nhiệm Liễu nói khẽ quản thành và Hình Chiêu Huy không quá nhiều giao tiếp, giữa hắn và Trương Bích Quân cũng ít kết giao qua lại, nếu như nói bởi vì hiềm khích trước đây mà trả thù thì quả thực hơi gượng ép. Không thể bởi vì một câu của hắn liền nhận định Tiết Thế Luân thuê hắn được. Cảnh Chí Siêu nói, tôi đã sai người điều tra tài khoản của quản thành rồi, không hề có ghi chép chuyển khoản gì với Tiết Thế Luân. Chủ nhiệm Liễu nói, không ai lại đi lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói, câu nói vừa rồi của Tiết Thế Luân quả thực có chút đạo lý. Câu nào? Chuyện lần này rất có thể là có người đang hãm hại hắn. Sau lưng quản thành có lẽ có kẻ địch của hắn. Quan trường và thương trường là nơi dễ đắc tội với người nhất, Tiết Thế Luân làm kinh thương nhiều năm như vậy, cũng khó tránh có mấy cửu nhân. Cảnh Chí Siêu nói, chủ nhiệm Liễu, chuyện nhân gian cung khuyết xử lý như thế nào? Công an địa phương không phải đã tham gia rồi ư, một khi đã như vậy thì chúng ta không cần can thiệp quá nhiều. Nhưng phân cục khu Tây Kinh đã bắt Cảnh Thiên Thu rồi. Chủ nhiệm Liễu nhíu mày, không có lý do, sau lưng Cảnh Thiên Thu có Triệu Vĩnh Phúc chống lưng. Ai cho phân cục Tây Kinh lá gan lớn như vậy, bọn họ không ngờ không sợ đắc tội với Triệu Vĩnh Phúc ư. Cảnh Chí Siêu nói, nghe nói là phó thị trưởng Triệu tự mình hạ mệnh lệnh. Chủ nhiệm Liễu thở dài, tôi vốn cho rằng chuyện này rất đơn thuần, nhưng sao lại đột nhiên cuốn vào nhiều nhân vật trọng yếu như vậy, Chí Siêu, trong quá trình xử lý chuyện này nhất định phải cẩn thận. Cảnh Chí Siêu nói, chủ nhiệm Lý vừa rồi gọi điện thoại hỏi chuyện của Cảnh Thiên Thu. Việc này đừng nói với tôi, tự anh xử lý đi. Cảnh Chí Siêu nói, người quan tâm tới chuyện này rất nhiều, tôi chỉ sợ ứng phó không nổi. Chủ nhiệm Liễu nói, bắt được quản thành có thể nói là một công lớn, tuy rằng tôi là thượng cấp của anh, nhưng tôi không thể can thiệp quá nhiều, nếu không thì chính là muốn cướp công của anh rồi. Chí Siêu à, tôi tin với năng lực của anh nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Cảnh Chí Siêu nhìn vị thủ trưởng này,
trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghe những lời này của người ta, rất chặt chẽ, nghe thì như là châm trước cho mình, kỳ thực là giao hết tất cả trách nhiệm cho mình, cảnh trí siêu minh bạch, chuyện phiền toái của mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Chương 2429, Oan Oan Tương Báo 1. Rời khỏi Tổng Bộ Quốc An, Tiết Thế Luân tiến vào ô tô của mình, lái xe của y luôn đi cùng, vẫn chờ ở bên ngoài, Tiết Thế Luân trước tiên gọi điện thoại về nhà, báo tình hình cho con gái, sau đó nói với lái xe, đưa tôi tới thăm lão gia tử. Vẻ mặt lái xe lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng tính chất công tác của hắn quyết định hắn phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện. Đến trước mộ phần của Tiết lão đã là 3 giờ sáng, Tiết Thế Luân từ bên trong xe lấy ra một bình mao đài, tới trước bia mộ, trước tiên dùng khăn mặt rất cẩn thận lau sạch bia mộ, sau đó giải bình rượu mao đài xuống đất. Ánh trăng chiếu lên thân ảnh cô độc của Tiết Thế Luân, gió đêm từ cổ áo và cổ tay áo lùa vào người Tiết Thế Luân, khiến hắn cảm thấy cái rét lạnh của ngày mùa thu. Tiết Thế Luân nói khẽ, cha nghe thấy không? Khi nói những lời này, y cảm thấy một loại cô độc trước giờ chưa từng có, từng có một thời, y cho rằng trong kiếp sống chính trị của cha không phải hoàn mỹ, thậm chí sinh ra suy nghĩ nếu như đổi thành là mình thì khẳng định sẽ làm tốt hơn cha rất nhiều. Nhưng hôm nay, y cuối cùng cũng ý thức được, cảnh giới của cha mình thủy chung không thể với tới được. Bia mộ tất nhiên không thể đáp lại hắn, đến cuối cùng vẫn là Tiết Thế Luân lẩm bẩm một mình, cha, con cuối cùng cũng biết người đó là ai rồi, nhưng con nghĩ không thông, hắn vì sao lại đối với con như vậy. Tiết Thế Luân nhìn ảnh cha trên bia mộ, con sẽ để hắn được chết một cách minh bạch. Triệu Quốc Cường tựa hồ có chút say rồi, hắn nheo mắt lại nói, Trương Dương, anh có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Cho dù cuối cùng anh thắng, anh có nghĩ tới sẽ đắc tội với bao nhiêu người hay không? Tôi không quan tâm, giọng nói của Trương Dương tuy rằng không lớn, nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng kiên quyết. Triệu Quốc Cường nói, có nghĩ tới hành vi của anh sẽ mang tới ảnh hưởng cho người chung quanh như thế nào hay không? Nhân sinh tồn tại trong xã hội, tuy rằng tất cả những gì anh làm là hành vi cá nhân, nhưng hành vi của anh trong lúc vô ý sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với người khác, nhất là thân nhân và bằng hữu của anh. Trương đại quan nhân minh bạch đạo lý này, nhưng hắn càng rõ hơn là mình quyết không thể bỏ qua cơ hội này, nhân từ đối với kẻ địch chẳng khác nào tàn khốc với chính mình, có một số việc hắn không muốn cũng vẫn phải làm. Trương Dương nói, nếu như làm việc gì cũng phải bận tâm tới cảm thụ của người khác, như vậy cả đời cũng chẳng được việc gì, lần này tôi định tùy hứng một phen, không nghĩ tới người nào, cũng không quản chuyện gì cả, bất kể phải trả giá như thế nào thì tôi cũng sẽ lôi ra tên đứng sau lưng quản thành. Triệu Quốc Cường uống ngụm rượu, tôi cuối cùng cũng minh bạch, làm bằng hữu với anh rất mạo hiểm. Anh sợ à? Triệu Quốc Cường mỉm cười nói, tôi vừa hay lại là người thích mạo hiểm. Tùy viên vào đêm khuya vô cùng yên tĩnh, đủ loại truyền thuyết xui xẻo liên quan tới tòa trạch viện này, vẫn không thể làm ảnh hưởng tới sự xinh đẹp của nó, ngược lại còn làm tăng thêm một vẻ đẹp thần bí. An Đức Huyên gần đây rất hay mơ, hắn thường xuyên mơ thấy phụ thân huynh đệ của mình, tối nay cũng vậy. Nhìn thấy cha máu chảy đầm đìa đi đến trước mặt y trong cơn sợ hãi choàng tỉnh, song không thể nào ngủ lại được nữa, một mình tới hậu viện, châm một điếu thuốc lá rồi ngồi trên ghế đá lặng lẽ trầm tư. Gần đây An gia gặp không ít chuyện phiền toái, không chỉ là ở Đài Loan, việc kinh doanh của Thế Kỷ An Thái ở Hong Kong cũng ngày càng sa sút, hiện tại cũng có cảnh sát Hong Kong từng bước ép sát An gia dưới áp lực như vậy cơ hồ tạm dừng tất cả sinh ý trên tay, con trai đặt mục tiêu ở nội địa. Muốn chiếm được cảng Phước Long là để khai thác thành phố mới, vượt qua sự truy bắt và chặn đường của cảnh sát Hong Kong, nhưng hôn nhân của hắn và Lương Bách Ni lại gặp phải một hồi bất ngờ và bi kịch cô. Lương Kỳ Hữu bởi vì chuyện này mà trở mặt, quan hệ thông gia giữa hai nhà An Lương cũng bởi vì việc con trai lăng nhăng ở bên ngoài mà kết thúc, điều này có nghĩa là con trai về sau đừng hòng đạt được bất kỳ trợ lực nào từ chỗ Lương gia. An Đức Huyên thở dài, trong đêm vắng, chỉ có tiếng thở dài của y vang trong đêm. Tiếng thở dài của y còn chưa dứt thì lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp, anh hình như có rất nhiều tâm sự. An Đức Huyên giật thót người, vội vàng móc súng lúc ra, mấy năm nay y đã sớm hình thành thói quen súng không rời thân, nhưng không đợi tay y chạm vào được súng, một cây gậy sắt đã nện lên vai phải hắn, khiến An Đức Huyên cả người ngã sập xuống đất, cú đánh này khiến xương bả vai y vỡ vụn. An Đức Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy hai nam tử xuất hiện trước mặt y, tay y run rẩy giơ lên. Cố nhịn cơn đau trên vai, các anh biết tôi là ai không? Một gậy nện vào gáy y, trước mắt An Đức Huyên lập tức tối sầm. Khi An Đức Huyên tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên nóc một tòa Phật tháp bỏ hoang đã lâu, bên trên phủ đầy mạng nhện.
Trước mặt một gã nam tử nâng súng nhắm vào chán y, khẩu súng này là của An Đức Uyên. An Đức Uyên gặp nguy không loạn, chấn định nhìn nam tử này, dám bắt cóc tao, mày cũng to gan thật. Nam tử đó cười lạnh một tiếng, hắn tiến về phía trước một bước, An Đức Uyên giờ mới phát hiện chân hắn khập khiễng. Muốn bao nhiêu tiền, tao có thể cho mày. An Đức Uyên quan sát nam tử này, muốn nắm được sơ hở của hắn, nhưng mà An Đức Uyên rất nhanh liền thất vọng. Nam tử này hiển nhiên là một gã sát thủ chuyên nghiệp, ánh mắt hắn thủy chung không rời khỏi mình, mà khi An Đức Uyên nhắc tới tiền, trong mắt nam tử này không ngờ không nổi lên một chút hít gợn sóng nào. An Đức Uyên sợ nhất chính là loại người này, nếu như một người không phải vì tiền, như vậy sẽ rất khó bị những chuyện khác đả động. Lúc này y nghe thấy tiếng bước chân, có người từ bên dưới đi lên. An Đức Uyên minh bạch có lẽ người tới chính là tên chủ sự phía sau. Kỳ Sơn và Ngũ Ca chậm rãi đi lên cổ tháp, hắn mấy ngày nay nhiễm phong hàn, cho nên ho húng hắng, dùng khăn tay trắng che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó lau miệng, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, chào An tiên sinh. An Đức Uyên trợn tròn mắt, y không ngờ người bắt cóc mình lại là Kỳ Sơn, gật đầu nói, Kỳ Sơn, anh muốn gì? Kỳ Sơn nói khẽ, trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn, em trai tôi đã chạy rồi, vì sao các anh không buông tha cho nó? An Đức Uyên lắc đầu, tôi không hiểu anh đang nói gì. Kỳ Sơn, nói An lão từng một trong những người tôi kính trọng nhất, lẻ loi một mình tới Hong Kong, bằng bàn tay trần đánh hạ một mảng thiên địa, khi đi lên đỉnh phong hắc đạo thì lại có thể trậu vàng rửa tay, xuất lĩnh nhiều thủ hạ như vậy đi vào chính ngạch, khí phách này, năng lực này tôi không bằng. Chương 2430, Oan Oan Tương Báo 2. Ánh mắt hắn dừng ở trên người An Đức Uyên, anh cũng từng khiến tôi bội phục. Đan Thương thất mã từ Hong Kong đến Đài Loan, dựa vào sức bản thân mà sáng lập Tín Nghĩa Xã, trải qua 20 năm dốc sức, đưa Tín Nghĩa Xã thành xã đoàn mạnh nhất Đài Loan, sự can đảm này tôi bội phục. Nói tới đây, hắn đột nhiên chuyển đề tài, An gia trải qua đại kiếp nạn, An Đạt Văn nhận nhiệm vụ trong lúc nguy nan, tuổi còn nhỏ mà vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ dị kỷ, tiêu diệt cừu địch, khiến thế kỷ An Thái đang ngập trong nguy cơ một lần nữa ổn định lại, điều này cũng khiến tới rất khâm phục. Cả An gia ai cũng là nhân vật đáng phục. An Đức Uyên lạnh lùng nói, cũng là anh coi trọng An gia chúng tôi. Kỳ Sơn nói, người An gia nếu yên ổn sống ở Cảng Đài thì chúng ta vốn chắc nước giếng không phạm nước sông, nhưng, dã tâm của An Đạt Văn thật sự quá lớn. An Đức Uyên nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Kỳ Sơn nói, anh không hiểu nhưng tôi hiểu, cái chết của em trai tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, từ cây ma hoàng phát hiện trong đống gỗ quyên tặng cho chùa Thu Hà. Tôi đã bắt đầu hoài nghi An gia các anh, nhưng tôi không có chứng cớ, tôi cho rằng An lão nếu đã trậu vàng rửa tay, chắc hẳn đám con cháu An gia các anh cũng sẽ nhất định vâng theo, nhưng tôi đã xem nhẹ sự vô sỉ và tham lam của các anh. An Đức Uyên nói, Kỳ Sơn, anh là nói tôi đã hại chết em trai của anh. Kỳ Sơn nói, trậu vàng rửa tay, bốn chữ này nói ra thì đơn giản, nhưng thực sự làm được liệu có mấy ai? An Đạt Văn không phải là thiên tài kinh thương gì cả. Trên thương trường hắn thiếu bản sự và năng lực lập tay làm mưa, úp tay làm mây, nhưng người An gia các anh lại có một đặc chất, đó chính là phạm tội, trong máu các anh chảy gen kẻ cướp, cho nên ông cháu ba đời nhà các anh, cứ che giả mang mọc đi vào hắc đạo. An Đức Uyên nói, Kỳ Sơn, chuyện của em trai anh không liên can tới tôi. Kỳ Sơn gật đầu nói, không sai, quả thực không liên can tới anh, nhưng có liên quan tới thằng con trai khốn nạn của anh, để giành được nhiều lợi ích hơn, hắn không từ thủ đoạn. Cho rằng có thể che giấu, nhưng chuyện đã làm rồi có một ngày sẽ bại lộ thôi. An Đức Uyên nói, anh bắt tôi tới đây là muốn lợi dụng tôi để áp chế A Văn ư. Kỳ Sơn nói, bắt anh tới đây không phải để áp chế hắn, mà là để đả kích hắn, tôi muốn hắn nếm thử tư vị mất thân nhân. An Đức Uyên nói khẽ, anh muốn giết tôi. Kỳ Sơn nói, người hiểu tôi đều nên biết, làm việc luôn rất quyết đoán, đối với kẻ thù của tôi sẽ không có một chút lòng từ bi nào. An Đức Uyên, bất kể cái chết của em trai tôi anh có tham gia hay không thì anh cũng phải gánh vác trách nhiệm vì cái chết của nó. An Đức Uyên nói, tôi nếu chết, kết cục của anh so với tôi sẽ thảm hơn nhiều. Kỳ Sơn mỉm cười nói, ai sẽ quan tâm, và liệu ai sẽ biết, ánh mắt hắn hướng về phía xa, mặt trời đã ló dạng, bình minh sắp rồi. Kỳ Sơn nói, nể tình tôi đã từng kính trọng anh, tôi cho anh một cơ hội, được chết một cách tôn nghiêm. Bàng Thanh Sơn dùng súng dí vào huyệt thái dương của An Đức Uyên, rồi chỉ ra ngoài rào chắn. An Đức Uyên nổi lên một cảm giác bi ai, y vạn lần không ngờ, sinh mệnh của mình lại kết thúc dưới tình huống như vậy, y từng vô số lần mơ thấy mình chết,
cho dù là phơi thây đầu đường thì cũng phải trải qua một phen chiến đấu thảm thiết, mà hôm nay, y không có cơ hội, Kỳ Sơn trước mắt rất bình tĩnh kín kẽ, người như vậy rất ít phạm sai lầm, An Đức Huyên lặng lẽ đi về phía rào chắn, tay y nắm rào chắn, dừng chân nói có vấn đề tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc là ai nói với anh là A Văn sai người giết Kỳ Phong. Kỳ Sơn nói, một người rất thân mật với nhà anh. Bàng Thanh Sơn dí họng súng vào gáy An Đức Huyên, 5, 4, 3. An Đức Huyên mím môi, y bò lên rào chắn, đứng ở chỗ cao, dõi mắt trông về phía xa, muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mới, chân trời đã bị ánh dương nhiễm hồng, nhưng ánh mặt trời còn chưa ló dáng thì An Đức Huyên bỗng nhiên ý thức được cả đời này y không được nhìn thấy cảnh mặt trời mọc nữa rồi. Y giang tay, lao vào khoảng không phía trước, giống như một con chim lớn bay lượn trong tầng mây. Thi thể được phát hiện đầu tiên là hai bảo tiêu của An Đức Huyên, hai bảo tiêu của y chết ở Tùy Viên, tất cả là trúng đạn vào đầu, đầu bếp của Tùy Viên và một gã người làm cũng bị bắn chết trong phòng ngủ. Một bảo mẫu bởi vì xin phép về nhà mới may mắn tránh được một kiếp, sát thủ cực kỳ lão luyện và máu lạnh, làm việc sạch sẽ gọn gàng, không lưu lại một người sống nào, cũng không lưu lại manh mối rõ ràng. Vào buổi chiều hôm ấy, thi thể của An Đức Huyên mới được người ta phát hiện ở trên núi Vân Vẻ hướng tây bắc thôn Họa Sĩ, y từ tháp Minh Quang cao hơn 30 thước ngã xuống, võ đầu mà chết, rất thảm thương, từ tình huống khám tra ở hiện trường cho thấy An Đức Huyên chắc là tự nhảy xuống, có điều rốt cuộc có phải tự sát hay không thì vẫn rất khó kết luận, ở hiện trường còn phát hiện dấu chân của một số người khác. Cảnh sát đối với dấu chân đã tiến hành phân tích, nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện, dấu chân đều là một loại ủng cao su lưu lại. Không thể từ đó phán đoán ra rốt cuộc có bao nhiêu người tới hiện trường, cũng không thể từ ủng cao su suy đoán thân phận của sát thủ. Trận huyết án của Tùy Viên này làm cho cả thôn Họa Sĩ chấn động, chiều hôm huyết án phát sinh Cố Dưỡng Dưỡng vừa mới tới kinh thành, nghe nói Tùy Viên xảy ra chuyện này thì cô ta cũng cảm thấy mao cốt tủng nhiên, vốn mục đích lần này cô ta đến kinh chỉ là để vẽ vật thực, đang do dự xem có nên liên hệ với Trương Dương đang ở kinh thành hay không, sau khi nghe nói tới sự kiện này. Cố Dưỡng Dưỡng lập tức bấm số điện thoại của Trương Dương. Trương đại quan nhân tối hôm qua ngủ rất ngon, thành công bắt được quản thành, thuận tiện đả kích Cảnh Thiên Thu, uống với Triệu Quốc Cường đến nửa đêm thì hắn về ban chú kinh Bình Hải ở, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng lại dính vào chuyện này. Nhận được điện thoại của Cố Dưỡng Dưỡng, hắn căn bản không ngờ lại xảy ra chuyện này. Khi hắn nghe Cố Dưỡng Dưỡng nói xong huyết án phát sinh ở Tùy Viên, không khỏi hít một hơi lạnh, sao có thể như vậy? Em bảo An Đức Huyên đã chết rồi ư? Sau khi được Cố Dưỡng Dưỡng khẳng định, Trương Dương nói, em ở đó chờ anh lập tức sẽ tới ngay. Trương Dương tới thôn Họa Sĩ, đầu tiên tìm tới Cố Dưỡng Dưỡng, bởi vì chuyện huyết án của Tùy Viên, toàn bộ thôn Họa Sĩ đều lòng người hốt hoảng. Họa sĩ và đệ tử vẽ vật thực ở đây đã có không ít người lựa chọn rời đi, ở lại cũng chẳng còn tâm tình mà vẽ, túm năm tụm ba trò chuyện. Chương 2431, Oan Oan Tương Báo 3. Sắc mặt Cố Dưỡng Dưỡng có chút tái nhợt, cô ta đứng trước cửa tòa tứ hợp viện mà mình thuê ở, dù sao chỗ cô ta sống cách Tùy Viên quá gần. Trận huyết án tối hôm qua rõ ràng đã tạo thành ảnh hưởng cho tâm tình của cô ta. Nhìn thấy Trương Dương xuất hiện trước mặt, Cố Dưỡng Dưỡng ra đón, nói khẽ, rất nhiều cảnh sát đến. Trương Dương gật đầu, thuận theo ánh mắt Cố Dưỡng Dưỡng nhìn lại, liền thấy ngoài cửa Tùy Viên đã kéo dây phong tỏa, hắn bảo Cố Dưỡng Dưỡng ở chỗ cũ chờ hắn. Mình thì đi tới, còn chưa tới gần cửa đã bị một gã hình cảnh cản lại, đồng chí. Anh đứng lại. Trương Dương nói, đồng chí cảnh sát, người sống bên trong là bằng hữu của tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát thở dài, rất thảm, bốn người chết, chủ nhân từ trên cổ tháp núi Vân ngã xuống, chết vô cùng thê thảm. Trương Dương, nói thân phận của người chết đã được xác định chưa? Tên cảnh sát đó hiển nhiên đã ý thức được mình nói quá nhiều. Cảnh giác nhìn Trương Dương, anh là gì của người chết? Trương Dương nói, bằng hữu, tôi là bằng hữu của An Đức Huyên. Trương Dương và An Đức Huyên tuy rằng không phải cựu nhân nhưng bọn họ cũng không được tính là bằng hữu. Nếu như nói tới quan hệ thực sự của hắn và An Đức Huyên, như vậy hắn từ bên An Ngữ Thần phải gọi An Đức Huyên một tiếng chú. Trương Dương rời khỏi Tùy Viên, trở lại bên cạnh Cố Dưỡng Dưỡng, nói khẽ, bên này lòng người hoảng hốt, tạm thời rời khỏi nơi này đi, hay là em tới Hương Sơn biệt viện ở tạm. Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu, không sao, em tới khách sạn ở trung tâm triển lãm ở, dù sao ngay kia nhà máy dược cũng sẽ tham gia hội chợ, em còn phải tham dự, sống ở đó em đỡ phải chạy đi chạy lại. Trương Dương nói, cũng tốt. Cố Dưỡng Dưỡng lại nói, cha em và chị Nhân Như đều sẽ tới. Trương Dương cười nói, thế tốt quá,
vừa hay anh có một số lời muốn tâm sự với lão nhân gia. Trương Dương vốn định đưa Cố Dưỡng Dưỡng về, nhưng lưu ý tới trong đám người có bóng người quen, người nọ nhìn về phía tùy viên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhìn thấy từ xa có cảnh sát duy trì trật tự bước về phía hắn, sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu, xoay người bước đi. Trương Dương nhận ra người nọ chính là anh họ của Thường Hải Tâm, Viên Phân Kỳ, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần trước khi đến thôn họa sĩ từng ở tùy viên gặp Viên Phân Kỳ, lúc ấy là An Đức Huyên mời hắn tới tham gia bút hội, thằng ôn này và An Đức Huyên chắc có chút giao tình, nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút không đúng. Trương Dương giao chìa khóa xe cho Cố Dưỡng Dưỡng rồi nói, em ở trong xe chờ anh sẽ trở lại ngay. Viên Phân Kỳ cúi đầu đi về phía trước, thình lình có người ở phía sau vỗ vai hắn một cái. Viên Phân Kỳ sợ đến nỗi cả người giật bắn lên, xoay người lại mới nhận ra là Trương Dương, hắn thở phào nhẹ nhõm, muốn dọa chết người ta à, Trương Dương, chúng ta đừng chơi trò này có được không? Trương Dương cười nói, vừa hay tới đây đón bạn, thấy anh cho nên ra chào. Viên Phân Kỳ nhìn về phía xa, nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng đứng cạnh xe, hắn cười cười với Cố Dưỡng Dưỡng, nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Trương Dương nói, Phân Kỳ, anh bệnh à, sao sắc mặt trắng thế? Viên Phân Kỳ theo bản năng sờ sờ mặt mình, đâu? Trương Dương nói, An Đức Huyên bị giết rồi, anh biết không? Viên Phân Kỳ lắc đầu như đánh trống bỏi, không biết, tôi không biết gì cả. Trương Dương ôm vai hắn, kéo hắn ra chỗ vắng, nói khẽ Phân Kỳ, tùy viên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, tôi, Viên Phân Kỳ cảm thấy vai tê dần, thì ra là Trương Dương tăng lực, vỗ hắn mạnh hơn. Viên Phân Kỳ không chịu nổi đau. Hắn run giọng nói, Trương Dương, anh đừng bóp tôi. Tôi nói được chưa nào? Trương Dương buông hắn ra, nói. Viên Phân Kỳ nhìn chung quanh, thở dài một tiếng, đi, về nhà tôi rồi nói. Trương Dương đi theo Viên Phân Kỳ tới chỗ ở của hắn, Viên Phân Kỳ xác định phía sau không có ai theo dõi, lại khóa trái cửa phòng từ bên trong. Trương Dương nói, anh có cần phải cẩn thận vậy không? Hành động hôm nay của Viên Phân Kỳ rất quỷ bí. Trương Dương dựa vào trực giác cảm thấy thằng cha này có chút không bình thường, hắn nhìn thấy túi hành lý trong phòng khách, càng nghiệm chứng phán đoán trong lòng, anh sắp đi à? Viên Phân Kỳ gật đầu, nơi này có nhiều điểm xấu, thật sự là rất áp lực. Trương Dương tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, tùy viên tối hôm qua phát sinh huyết án, hôm nay anh muốn đi, Phân Kỳ à, Phân Kỳ, anh chắc không phải là có liên quan tới vụ huyết án này chứ? Viên Phân Kỳ run giọng, nói không. Tôi thề tôi không có chút liên quan gì tới chuyện này. Trương Dương nói, anh rốt cuộc biết được gì? Mau nói cho tôi biết đi. Viên Phân Kỳ bị hắn hét cho cả người run lên, trên trán túa mồ hôi lạnh, đêm qua, tôi không ngủ được, ra ngoài đi dạo, bất chi bất giác đi bộ tới gần tùy viên, khi rẽ thì vô tình đâm phải một người. Trương Dương nói, người nào? Một người què, Viên Phân Kỳ nuốt nước miếng rồi lại nói, tôi uống vài chén rượu, có chút say. Liền lý luận với hắn vài câu, bị hắn đẩy ngã, tôi sau khi đứng lên thì tìm thấy hắn, trong lòng tôi uất hận, cho nên đi dạo trong thôn, cầm gạch muốn tìm hắn chút giận. Nhưng vip sau tôi phát hiện hắn và một người khác khiêng một bao tải từ bên trong tùy viên đi ra, một người trong đó tay còn cầm súng. Trương Dương nói tiếp đi. Viên Phân Kỳ nói, tôi không dám lên tiếng, chờ bọn họ đi rồi, tôi vội vàng chạy về nhà mình. Sáng sớm hôm nay thì nghe nói tùy viên xảy ra huyết án, hơn nữa chết nhiều người như vậy, tôi nghĩ tối hôm qua trong cái bao tải bọn họ khiêng nhất định chính là An tiên sinh rồi, tôi sớm biết rằng như vậy thì đã gọi người tới rồi. Những lời này của Viên Phân Kỳ nói rất hữu khí vô lực, thật ra cho dù chuyện này xảy ra lại, hắn cũng không dám lên tiếng gọi người, cho tới bây giờ Viên Phân Kỳ vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra. Trương Dương nói, lúc ấy anh vì sao không báo cảnh sát? Viên Phân Kỳ nói, tôi sợ, vừa rồi nhìn thấy cảnh sát tôi vốn muốn nói, nhưng nghĩ lại, tôi nếu nói, cảnh sát liệu có tôi là người bị tình nghi rồi bắt đi không? Trương Dương, tôi thực sự rất sợ, chuyện này không có bất kỳ liên quan gì tới tôi tuyệt không nói dối. Trương Dương nói, anh có thấy rõ bộ dạng của nghi phạm hay không? Viên Phân Kỳ gật đầu nói, tôi nhớ rõ. Hắn tới trước bàn, lấy ra một tờ giấy phác họa, rút bút máy. Trong mấy nét đã vẽ ra bộ dạng của nghi phạm. Trương đại quan nhân trong lòng thầm than, hung phạm này đúng là, người nào không đụng, lại đụng đúng vào họa sĩ, thế này thì không chạy được rồi. Viên Phân Kỳ vẽ xong, Trương đại quan nhân cầm xem thì không khỏi ngẩn ra, người trên ảnh không ngờ là Bàng Thanh Sơn, Trương Dương từng cùng Kỳ Sơn tới ngư đường của Bàng Thanh Sơn ăn cơm,
người này đối với người này rất sâu, liên tưởng tới người què mà Viên Phân Kỳ nói hắn đụng phải, Trương Dương lập tức kết luận người này không nghi ngờ gì nữa là Bàng Thanh Sơn, nếu người giết người là Bàng Thanh Sơn, như vậy chủ mưu 89 phần 10 chính là Kỳ Sơn, Trương đại quan nhân nhíu mày. Viên Phân Kỳ cũng cảm thấy biến hóa vẻ mặt của Trương Dương, hắn nói khẽ anh nhận ra người này à? Trương Dương lắc đầu nói, không biết, Phân Kỳ, anh vì sao không báo cảnh sát? Viên Phân Kỳ lúng túng nói, trăm ngàn lần không thể báo cảnh sát được, nhất định không thể để cảnh sát biết tôi có liên quan tới chuyện này, An Đức Huyên là ai chứ? Hắn là đầu mục hắc bang của Đài Loan, nếu như để thủ hạ của hắn biết tôi có quan hệ tới chuyện này, tôi khẳng định khó giữ được tính mạng. Trương Dương mím môi, vỗ vỗ vai Viên Phân Kỳ, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai, vì an toàn của anh, tôi thấy anh không thích hợp ở Kinh Thành nữa. Viên Phân Kỳ nói, tôi chuẩn bị bay tới Nhật Bản, đến Nhật Bản ở một đoạn thời gian, chờ chuyện này qua rồi tôi sẽ lại về. Trương Dương đi chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì về, Cố Dưỡng Dưỡng cũng chờ tới bực mình rồi, Trương Dương vừa tới trước mặt cô ta đã không nhịn được oán giận nói, sao đi lâu thế? Trương Dương nói, hàn huyên vài câu với Viên Phân Kỳ, hắn cứ thao thao mãi, làm mất hết thời gian của anh. Cố Dưỡng Dưỡng luôn luôn tin lời nói của Trương Dương một cách vô điều kiện. Trương Dương trước tiên đưa cô ta tới khách sạn, sau đó gọi điện thoại cho Vu Cường Hoa, thông qua Vu Cường Hoa xác nhận người ngã chết ở cổ tháp núi Vân đích xác là An Đức Huyên. Tối hôm đó, Trương Dương tới khách sạn Kỳ Sơn ở, Kỳ Sơn vốn định hẹn hắn cùng ăn cơm chiều, nhưng Trương Dương nói có việc, buổi tối 8 giờ trực tiếp tới phòng hắn. Trương Dương ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhìn chỗ Kỳ Sơn ở rồi cảm thán nói, có tiền tốt thất, phòng tổng thống nói ở là ở, mày cũng không nhăn tới một cái. Kỳ Sơn nói, tôi là người không quá chú ý tới ăn ở, sở dĩ lựa chọn chỗ như vậy là vì tôi thích thanh tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy. Trương Dương nói như vậy, tôi không được hoan nghênh rồi. Kỳ Sơn nói đùa à, tôi bỏ hết những cuộc hẹn xã giao khác, còn không phải là vì đặc biệt chờ khách quý bí thư Trương Anh ư. Kỳ Sơn đưa cho Trương Dương một ly rượu vang. Chương 2432, Oan Oan Tương Báo 4. Trương Dương tiếp lấy rượu vang nhấp một ngụm, anh lần này đến Kinh Thành có chuyện gì? Kỳ Sơn mỉm cười nói, chuyện sinh ý thôi, bí mật thương nghiệp, anh cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đâu. Trương Dương nói, tối hôm qua ở thôn họa sĩ xảy ra án mạng liên hoàn, không biết anh có nghe nói không? Kỳ Sơn hơi ngẩn ra, không biết Trương Dương vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, hắn lập tức cảnh giác, mỉm cười nói, Kinh Thành lớn như vậy. Mỗi ngày đều phát sinh chuyện tương tự, tôi là thương nhân chứ không phải cảnh sát. Đối với việc này cũng không có hứng thú gì cả. Trương Dương nói, người chết là An Đức Huyên, anh chắc biết, cái người cũng không ít tiền cho chùa Thu Hà đó. Kỳ Sơn nói, tôi đương nhiên biết, An Đức Huyên là người đứng đầu tín nghĩa xã Đài Loan, cừu gia của hắn tất nhiên không ít. Kỳ Sơn vẻ mặt thản nhiên. Trương Dương nói, theo anh thấy, rốt cuộc là ai hận hắn như vậy? Kỳ Sơn lạnh lùng cười nói thật lòng, An Đức Huyên và tôi không quen nhau. Sinh tử của hắn đối với tôi mà nói thì không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương, anh chắc sẽ không cho rằng tôi có liên quan tới chuyện này chứ. Trương Dương rất hiểu Kỳ Sơn, biết bối cảnh của Kỳ Sơn vô cùng phức tạp, nhìn chung trong những năm gần đây, quan hệ giữa mình và Kỳ Sơn vừa là thù vừa là bạn, hai bên rất thưởng thức nhau. Nhưng cũng rất quan hệ nhau, ngay từ đầu, Kỳ Sơn đã không muốn đối địch với mình, lúc trước em trai hắn Kỳ Phong 3 lần 7 lượt đối nghịch với mình. Kỳ Sơn sáng suốt lựa chọn nhượng bộ. Trương Dương không hề trả lời vấn đề của Kỳ Sơn, nói khẽ căn cứ vào cách nói của cảnh sát, chuyện này rất có thể là một cuộc báo thù giang hồ. Kỳ Sơn gật đầu nói, tuy rằng tôi đối với năng lực phá án của cảnh sát thì vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng lần này nghe ra có chút không đáng tin, An Đức Huyên xuất thân hắc đạo, tạm không nói đến cửu nhân của bản thân hắn, chỉ cần cửu nhân của gia tộc hắn cũng đã vô số kể rồi. Tôi nhớ rõ sự kiện đẫm máu vào mấy năm trước trên thọ yến của An Lão, lần đó An gia chết không ít người, về sau An Lão trực tiếp giao đại quyền của An gia cho An Đạt Văn, ở Hong Kong cũng dấy lên một hồi mưa máu gió tanh. Bởi vì chuyện này mà hàng trăm người chết. Trương Dương là người tự trải qua sự kiện đẫm máu đó, hắn nói khẽ, sự kiện đó là An gia lão ngu An Đức Hằng làm ra. Kỳ Sơn nói, An Đức Hằng sau khi An Đạt Văn lên cầm quyền thì mất tích một cách thần bí. Ngoại giới đều nói hắn đã chết rồi, nhưng không ai tận mắt thấy thi thể của hắn. Hắn quay sang Trương Dương, anh nói nếu như người này vẫn còn sống, hắn liệu có phải diệt trừ tận gốc An gia mới thỏa được mối hận không? Trương Dương chậm rãi buông chén rượu,
sau đó lấy ra ảnh chân dung viên phân kỳ tự tay viết đặt lên trên bàn trà. Ánh mắt của Kỳ Sơn chiếu lên trên bức họa, tim đập thình thịch, hắn vốn cho rằng chuyện này làm một cách vạn vô nhất thất, nhưng không ngờ cẩn thận mấy cũng có sai sót, bức họa Trương Dương lấy ra rõ ràng là Bàng Thanh Sơn, bức họa này vẽ rất giống, vừa nhìn đã biết tuyệt đối là bút tích của đại gia, Kỳ Sơn đối với nghệ thuật vẫn có chút năng lực giám thưởng, hắn cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ thấu nguyên nhân trong đó, Bàng Thanh Sơn tối hôm qua khi hành động, nhất định đã bị người ta nhìn thấy, mà người đó hoàn toàn là một cao thủ vẽ. Nhớ kỹ bộ dạng của Bàng Thanh Sơn, vẽ ra chân dung của hắn. Kỳ Sơn cầm bức họa đó rồi xem rất cẩn thận, ở trước mặt Trương Dương nếu như nói mình không biết người trên bức họa thì đúng là thấp kém. Kỳ Sơn hiểu Trương Dương rất coi trọng nghĩa khí và tình cảm, cho dù là bọn họ thủy chung không phải là bằng hữu cởi mở, nhưng mình từng nhiều lần giúp hắn, Trương Dương đối với mình sẽ không tuyệt. Hắn chắc đã đoán được gì đó, có điều trước mắt hình như chưa có chứng cứ xác thực. Cho dù hắn có chứng cứ thì có chuyện Kỳ Sơn có thể kết luận, Trương Dương không nói với cảnh sát những manh mối mà hắn biết, bằng không hiện tại ngồi đối diện mình phải là cảnh sát mới đúng. Kỳ Sơn nói, đây không phải là lão Bàng ư, vẽ giống thế, Trương Dương, bức họa này anh từ đâu mà có thế? Trương Dương mỉm cười nhìn Kỳ Sơn, tuy rằng bọn họ quen nhau đã lâu, nhưng Trương Dương vẫn bội phục công phu trấn định của Kỳ Sơn, dưới loại tình huống này không ngờ không biểu hiện ra bất kỳ vẻ hoảng loạn nào. Với cảnh giới của Trương Đại Quan Nhân, không ngờ không nghe thấy nhịp tim và hô hấp của hắn phát sinh bất kỳ biến hóa nào, điều này chứng minh tâm tính của Kỳ Sơn hơn người một bậc. Trương Dương nói, thôn họa sĩ, lời này là thật, nhưng Trương Dương không thể nói với hắn người vẽ là ai. Kỳ Sơn nói, vẽ rất đẹp, hắn cầm bức họa đó giống như đang dám. Trương Dương nói, họa hổ họa bì nan họa cốt, bức họa này khó nhất là chẳng những vẽ bề ngoài thật sự rất giống, hơn nữa thần thái cũng nắm bắt rất chuẩn xác. Kỳ Sơn mỉm cười nói, anh hình như chỉ theo tôi tới chỗ lão Bàng ăn một bữa cơm, như vậy mà có thể nhớ rõ tới vậy ư. Trong lòng hắn cũng hiểu được câu nói đó của Trương Dương còn có nghĩa là chi nhân chi diện bất chi tâm, Trương Dương chắc đã đoán được mình có liên quan trực tiếp tới cái chết của An Đức Uyên, cho nên hắn mới đăng môn. Trương Dương ý vị thâm trường nói, có một số người, chỉ cần nhìn một cái là tôi biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, biết hắn đã làm gì. Kỳ Sơn gật đầu. Không hề sợ hãi nhìn Trương Dương, vậy anh nhìn tôi xem tôi hiện tại ở trong lòng đang nghĩ gì. Trương Dương nói, anh đang nghĩ, tôi rốt cuộc từ đâu mà có được bức vẽ này. Kỳ Sơn mỉm cười gật đầu. Trương Dương lại nói, bức họa này vừa mới được hoàn thành, có người tối hôm qua ở thôn họa sĩ gặp Bàng Thanh Sơn, cho nên mới vẽ lại bộ dáng của hắn. Kỳ Sơn nói, cái này đối với lão Bàng mà nói thì hình như không phải là chuyện tốt gì. Trương Dương nói, đối với anh cũng không tính là chuyện tốt, dù sao lão Bàng cũng là bằng hữu của anh. Kỳ Sơn nói, kể ra thì tôi cũng đã rất lâu rồi không thấy hắn. Trương Dương nói, cùng ở Kinh Thành mà anh nói các anh lâu rồi không gặp, anh cho rằng tôi sẽ tin ư. Kỳ Sơn nói, có thể hỏi anh một vấn đề không? Trương Dương gật đầu. Kỳ Sơn nói, trên thế giới này, anh tin công lý hay là chính nghĩa? Anh có phải tin tà bất thắng chính hay không? Anh có tin thiện hữu thiện báo hay không? Trương Dương nói, tôi tin bản thân tôi. Kỳ Sơn lớn tiếng nói, tôi cũng thế. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều nhìn thấu nội tâm của đối phương. Trương Dương nói, tôi có nguyên tắc. Kỳ Sơn nói, mỗi người đều có nguyên tắc, khi thân nhân của anh chịu thương tổn, khi bằng hữu của anh bị uy hiếp, khi lợi ích của anh bị xâm phạm, anh sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ là ngồi ở đó chờ thiệu ác hữu báo, chờ trời cao sẽ có báo ứng đối với ác nhân? Hay là phải phản kích, dùng hai tay của mình đánh trả đối thủ và kẻ địch của anh? Trương Dương nói, đừng quên còn có pháp lý. Kỳ Sơn nói, tôi đã sớm không tin mấy thứ này rồi, từ xưa đến nay, bất kỳ ai, bất kỳ giai tầng nào cũng chỉ phục vụ cho một quần thể nhất định mà thôi, lợi ích bọn họ muốn bảo vệ phải cùng một nhịp thở với mình, không ai sẽ hy sinh bản thân để đi thành toàn cho người khác. Anh nghĩ lòng người quá hiểm ác. Sự thật chính là như vậy, Trương Dương. Nếu như tôi muốn gây thương hại tới thân nhân của anh định báo cảnh sát tới bảo hộ bọn họ, hay là tự anh sẽ giải quyết chuyện này? Trương Dương nheo mắt lại nói, trên thế giới này không ai dám làm như vậy. Kỳ Sơn nói, Cố Giai Đồng thì sao? Trương Dương bị Kỳ Sơn đâm vào đúng chỗ mềm, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, ngực quặn đau. Kỳ Sơn không phải muốn cố ý sát muối vào vết thương của Trương Dương, hắn là muốn chứng minh với Trương Dương, khi thực sự có chuyện phát sinh. Cái gọi là chính nghĩa công bình vẫn phải dựa vào chính mình đi bảo vệ.
Kỳ Sơn nói khẽ, xin lỗi, tôi không nên nhắc tới chuyện này, tôi chỉ có một đứa em trai, năm đó tôi đã từng thế trước mặt cha mẹ, tôi phải nuôi nấng nó lớn khôn, tôi phải cho nó được sống hạnh phúc và an ổn, tôi phải giúp nó không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng tôi đã không làm được, tôi thậm chí ngay cả bảo hộ nó cũng không làm được. Đó là bởi vì các anh ngay từ đầu đã đi lầm đường. Kỳ Sơn nói, đúng, đi lầm đường, nhưng người nên trả giá vì sai lầm phải là tôi chứ không phải là huynh đệ của tôi, ai hại chết em trai tôi đều phải trả giá bằng tính mạng. Trương Dương nói, Kỳ Phong là bị người của An gia hại chết ư. Kỳ Sơn không trả lời câu hỏi của Trương Dương, bởi vì hắn không thể trả lời, nếu như gật đầu thì chẳng khác nào thừa nhận chuyện của An Đức Uyên là mình làm, nếu như lắc đầu thì tựa hồ không cần thiết. Trương Dương đứng lên, tôi đi đây, bức họa này anh thích thì cứ giữ, coi như là quà tôi tặng anh, bản độc đó, trên thế giới này không có bản thứ hai đâu. Kỳ Sơn nhìn bóng dáng của Trương Dương, Thủy Chung không nói gì, cho tới khi Trương Dương khuất bóng, hắn mới ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn bức chân dung trên bàn trà. Chương 2433, không quan tâm 1. Trương Dương đi rồi, Kỳ Sơn gọi Lão Ngũ vào trong phòng mình, đưa cho hắn xem bức họa của Bàng Thanh Sơn. Lão Ngũ nhìn thấy bức họa đó thì không khỏi giật mình, hắn cả kinh nói, sao lại vậy? Kỳ Sơn nói, có người nhìn thấy Lão Bàng. Lão Ngũ nói, người nào? Tôi đi xử lý hắn. Kỳ Sơn lắc đầu, bức họa này là Trương Dương đưa tới. Lão Ngũ mím môi, hắn cũng khá hiểu Trương Dương, không chỉ giới hạn trong tình bạn giữa Trương Dương và Kỳ Sơn, càng hiểu rõ Trương Dương là nhân vật không thể trêu vào, nếu như Trương Dương biết chân tướng của sự việc thì chỉ sợ rất phiền toái. Lão Ngũ nói, hắn vì sao muốn đưa bức họa này cho anh? Khóe môi Kỳ Sơn phát ra một nụ cười chua xót, Trương Dương này tôi rất hiểu, hắn khác với quan lại bình thường, chuyện anh và Lão Bàng tới đi trước hắn khẳng định không phải tận mắt nhìn thấy, bức tranh này chắc không phải hắn vẽ, có thể là có được từ trong tay một vị họa sĩ nào đó của thôn họa sĩ. Đối với hội họa, tôi coi như cũng có chút nhãn lực, bức họa này được vẽ với kỹ thuật rất tốt, tuyệt đối không phải là đệ tử mỹ thuật bình thường có thể vẽ ra. Căn cứ vào phong cách vẽ thì tìm ra người vẽ bức họa này chắc không khó. Lão Ngũ nói khẽ tôi lập tức, đi tìm. Không cần thiết, Trương Dương nếu dám cầm bức họa này tìm tới cửa thì chắc đã cân nhắc rất toàn diện, tôi thấy họa sĩ đó chắc đã rời khỏi kinh thành rồi. Về phần Trương Dương, hắn không giao bức họa này cho cảnh sát cũng đã chứng tỏ thái độ của hắn. Lão Ngũ nói, hắn và An Đạt Văn vẫn luôn không hòa thuận. Kỳ Sơn nói, tuy rằng hắn hiện tại chưa ra tay với chúng ta. Nhưng chuyện sau này ai có thể cam đoan, thôi, tôi vô tình tạo ra thêm một kẻ địch, Ngũ ca, bảo Lão Bàng tránh tạm đi. Tạm hoãn kế hoạch của chúng ta trước tiên rời khỏi kinh thành đã. Lão Ngũ gật đầu, trong lòng vẫn có chút không yên lòng, Trương Dương liệu có mang phiền toái tới cho chúng ta hay không? Kỳ Sơn nói, tùy hắn đi, tôi tự thấy không có bản sự đối phó hắn, cũng không muốn làm kẻ địch với hắn, có lẽ ở trong mắt hắn trận chiến tranh giữa tôi và An gia chỉ là chó cắn chó mà thôi. Kỳ Sơn không phải là tự hạ thấp mình, một người dám tự diễu mới là người hiểu mình. Triệu Vĩnh Phúc trải qua một phen đấu tranh tư tưởng phức tạp, cuối cùng vẫn quyết định tới biện hộ cho Cảnh Thiên Thu, y và Phó Thị trưởng Thường vụ Kinh Thành Triệu Thiên Nhạc cũng quen biết từ lâu, hơn nữa quan hệ với nhau cũng không tồi, y cho rằng Triệu Thiên Nhạc chắc sẽ nể mặt mình. Triệu Thiên Nhạc vô cùng nhiệt tình mời Triệu Vĩnh Phúc vào trong văn phòng. Y cười nói, Vĩnh Phúc huynh, tôi còn tưởng rằng anh đã quên mất người huynh đệ này rồi. Lâu như mà không liên lạc với tôi. Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nói, anh đường đường là thị trưởng kinh thành, mỗi ngày bận trăm công ngàn việc, tôi nào dám chiếm dụng thời gian quý giá của anh. Triệu Thiên Nhạc nói, tôi là phó thị trưởng, nhưng không bằng ông trùm sắt thép như anh. Y mời Triệu Vĩnh Phúc ngồi xuống sofa, bảo thư ký pha một bình trà ngon. Triệu Vĩnh Phúc minh bạch, ở trước mặt loại quan viên với cấp số như Triệu Thiên Nhạc, không cần thiết phải vòng vo, bởi vì như vậy là vô nghĩa. Đúng như lời Triệu Thiên Nhạc. Bình thường bọn họ rất ít liên lạc, lần này đăng môn, tất nhiên là có việc muốn nhờ, Triệu Vĩnh Phúc nói Thiên Nhạc lão đệ. Con người của tôi không thích vòng vo, hôm nay tôi sở dĩ tới đây, chính là nhờ anh giúp. Triệu Thiên Nhạc mỉm cười nói, Vĩnh Phúc huynh không cần khách khí với tôi, trong phạm vi tôi đủ khả năng, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Y nói chuyện rất khéo đưa đẩy, đầu tiên hạn định trong phạm vi đủ khả năng. Vượt qua phạm vi của tôi thì anh đừng trách tôi không nể mặt anh. Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi tới là vì chuyện của nhân gian cung khuyết. Triệu Thiên Nhạc nghe thấy bốn chữ nhân gian cung khuyết thì lập tức nhíu mày, Vĩnh Phúc huynh và Cảnh Thiên Thu quen nhau à?
Thật ra y đã sớm nghe nói Cảnh Thiên Thu là tình nhân bí mật của Triệu Vĩnh Phúc, nói như vậy chẳng khác nào biết rõ còn cố hỏi. Triệu Vĩnh Phúc thầm than trong lòng, Cảnh Thiên Thu à Cảnh Thiên Thu, lần này tôi vì cô mà thực sự mang cái mặt già này ra đánh cuộc. Triệu Vĩnh Phúc nói, cô ta có đứa cháu ngoại tên là Cơ Nhược Nhạn, đang làm giám đốc ở Thái Hồng, tôi luôn coi Nhược Nhạn như con gái ruột của mình, từ sau khi Cảnh Thiên Thu gặp chuyện không may, đứa nhỏ Nhược Nhạn này cả ngày tới nhà tôi khóc lóc cầu xin, tôi biết, việc này tôi vốn không nên can thiệp, nhưng lại không đành lòng nhìn đứa bé này khóc nỉ non ở trước mặt tôi, cho nên tôi dựa vào mình còn có chút giao tình với lão đệ, đặc biệt tới xin một cái nhân tình. Triệu Vĩnh Phúc làm người trước giờ luôn cao. Tuy rằng y chỉ là lão tổng của xí nghiệp nhà nước, nhưng y ở trước mặt đám quan viên này chưa bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy, nói ra những lời này cũng là hiếm có. Triệu Thiên Nhạc nói, chuyện của nhân gian cung khuyết tôi ít nhiều cũng biết một chút, tôi nghe nói Cảnh Thiên Thu bị tình nghi dính líu đến cung cấp mại dâm, hơn nữa cô ta còn chứa chấp phần tử khủng bố, ngay cả phía cục quốc an cũng bị kinh động. Triệu Vĩnh Phúc nói, con người của cô ta tôi cũng hiểu được ít nhiều. Làm việc có chút chỉ vì cái trước mắt. Nhưng chuyện như chứa chấp phần tử khủng bố thì cô ta chắc là không dám, chắc là hiểu lầm thôi. Triệu Thiên Nhạc nói, Vĩnh Phúc huynh, thật ra tới cái tuổi như chúng ta, tốt nhất đừng dính vào những chuyện phiền toái này làm gì. Triệu Vĩnh Phúc vừa nghe vậy liền minh bạch, Triệu Thiên Nhạc là đang cự tuyệt mình. Triệu Vĩnh Phúc nói, lão đệ nói không sai, nhưng đứa bé Nhược Nhạn khóc rất đáng thương, nói từ sau khi Cảnh Thiên Thu bị cảnh sát dẫn đi tìm hiểu tình huống, đã 2 ngày 2 đêm chưa về, Thiên Nhạc huynh. Anh thấy thế này được không, tôi làm người bảo đảm cho Cảnh Thiên Thu, để cô ta về trước. Triệu Thiên Nhạc nói, Vĩnh Phúc huynh, không phải tôi không muốn nể mặt anh, mà là chuyện này liên lụy quá rộng, cảnh sát đã nắm giữ được không ít chứng cứ phạm tội của Cảnh Thiên Thu, tôi thân là phó thị trưởng Kinh Thành, dù sao cũng phải làm gương tốt chứ. Nếu tôi đáp ứng yêu cầu của Vĩnh Phúc huynh, như vậy mấy trăm nhân viên công tác của nhân gian cung khuyết mà cảnh sát hôm ấy bắt sẽ ra sao? Nếu như thả Cảnh Thiên Thu, như vậy người khác sẽ nghĩ như thế nào? Không phải tôi không muốn tặng nhân tình này cho anh, mà là tôi lo người ngoài sẽ nói lung tung. Triệu Vĩnh Phúc trong lòng mắng thầm, Triệu Thiên Nhạc anh không nể mặt tôi thì cứ nói ra, việc gì phải vòng vo. Trong lòng Triệu Vĩnh Phúc tuy rằng căm tức, nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra vẻ tức giận, y thở dài, làm khó Thiên Nhạc lão đệ rồi, một khi đã như vậy, anh coi như tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Triệu Thiên Nhạc nói, Vĩnh Phúc huynh, có câu tôi không biết có nên nói hay không. Triệu Vĩnh Phúc nói, lão đệ, chúng ta quen hao nhiều năm như vậy, có gì mà không thể nói chứ, cứ nói đừng ngại. Chương 2434, không quan tâm 2. Vẻ mặt Triệu Thiên Nhạc lộ ra có chút do dự, có điều Triệu Vĩnh Phúc không tin tâm tình của y lúc này cũng như vậy, trên quan trường mỗi người đều đeo mặt nạ ngụy trang khác nhau, cái gọi là bằng hữu cũng giới hạn trên cơ sở lợi ích chung, y và Triệu Thiên Nhạc không hề chung lợi ích chính trị. Đương nhiên, bọn họ cũng không có mâu thuẫn, nếu như hôm nay được coi là bắt đầu của mâu thuẫn, tôi kiên trì tới văn phòng của Triệu Thiên Nhạc anh cầu anh chút chuyện, anh lại không nể mặt tôi, vũ nhục lần này tôi sẽ nhớ kỹ. Triệu Thiên Nhạc nói, Vĩnh Phúc huynh, nữ nhân Cảnh Thiên Thu làm việc không có chừng mực, cô ta tựa hồ nắm giữ một số bí mật, quan hệ đến không ít quan viên, hơn nữa biểu hiện của cô ta là không sợ hãi gì cả, ý đồ muốn thông qua thứ mà mình nắm giữ để uy hiếp một số người. Triệu Vĩnh Phúc nghe đến đây, sắc mặt có chút thay đổi, nếu như Cảnh Thiên Thu thực sự làm như vậy, lần này phiền toái của cô ta chỉ sợ rất lớn. Triệu Thiên Nhạc nói, người làm sai không đáng sợ nhất chính là tự mình làm sai, nhưng lại muốn đẩy trách nhiệm cho người khác. Triệu Vĩnh Phúc gật đầu, y nói khẽ tôi có thể gặp cô ta một lần không? Cảnh Thiên Thu từ khi bị cảnh sát mang đi, đã liền bắt đầu được chiếu cố trọng điểm, trước mắt bất kỳ ai cũng không thể thăm hỏi, cho dù là luật sư của cô ta. Nhìn thấy Triệu Vĩnh Phúc tới thăm mình, Cảnh Thiên Thu ít nhiều có chút cảm động, cô ta cắn cắn môi, từ sau khi tôi bị bắt, anh là người duy nhất tới thăm tôi. Triệu Vĩnh Phúc nói, chuyện của cô rất phiền toái, quốc an đã bắt tay vào điều tra cho, quản thành đó rốt cuộc có quan hệ gì với cô. Vẻ mặt Cảnh Thiên Thu đột nhiên biến thành lạnh lẽo, cô ta xoay mặt sang bên, anh rốt cuộc là tới thăm tôi hay là thay cảnh sát thẩm vấn tôi. Triệu Vĩnh Phúc nói, Thiên Thu, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Làm ăn không có đường tắt, quan hệ với quan viên không phải như trong tưởng tượng của cho, cô trước đây xuôi gió xuôi nước không phải bởi vì anh cô mạnh hơn người khác mà là vì vận khí của cô tốt. Cảnh Thiên Thu quay mặt lại, mày liễu dựng thẳng, hai mắt như muốn phun ra lửa, anh có ý gì? Có phải muốn nói cho tôi biết,
Tôi trước đây xuôi gió xuôi nước tất cả là nhờ mặt mũi của anh. Có phải muốn nói cho tôi hay, tôi chỉ có thể dựa vào anh mới có thể sinh tồn hay không? Triệu Vĩnh Phúc nói, cô hiểu lầm rồi. Tôi biết anh khinh thường tôi, trong đáy lòng anh trước giờ chưa bao giờ coi trọng tôi. Triệu Vĩnh Phúc nhíu mày, Thiên Thu, cô không còn nhỏ, tôi đối với hắn như thế nào thì cô chẳng lẽ còn không rõ ư? Cảnh Thiên Thu cười ha ha, nói, đừng ở trước mặt tôi nói những lời như vậy, giả dạng làm một nam nhân tình thâm nghĩa trọng, anh không xứng. Triệu Vĩnh Phúc bởi vì những lời của cô ta mà có chút bất an, y thậm chí muốn đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi, nữ nhân này phải chăng bởi vì chuyện của nhân gian cung khuyết mà bị kích thích tới thần kinh cũng thác loạn rồi không? Cảnh Thiên Thu nói, anh đừng sợ, tôi sẽ không liên lụy tới anh cứ khoanh tay đứng nhìn, nhưng xin anh đừng diễn trò ở trước mặt tôi, đổi thành 10 năm tôi có lẽ sẽ tin anh, nhưng hiện tại tôi sẽ không, tôi không còn là nha đầu ngốc đầu óc đơn thuần trước kia nữa. Nói tới đây mắt Cảnh Thiên Thu có chút đỏ lên. Triệu Vĩnh Phúc nói, Thiên Thu, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Cảnh Thiên Thu cúi đầu, anh không muốn cứu tôi, tự nhiên có người sẽ cứu tôi. Triệu Vĩnh Phúc nói, cô cho rằng mình nắm giữ được nhược điểm của một số người thì ảo tưởng bọn họ sẽ cứu cô. Thiên Thu, cô có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không, cô có biết mình đang chơi với lửa hay không? Cảnh Thiên Thu ngẩng đầu, vậy thì sao? Tôi không sợ chết. Tôi không để ý tới danh dự hay trong sạch gì cả, đám người các anh, ai cũng ra vẻ đạo mạo, có ai dám giống như tôi không? Cha con không có thù cách đêm, tuy rằng Triệu Vĩnh Phúc đuổi con trai ra khỏi nhà, nhưng Triệu Quốc Cường đi một đêm, y làm cha vẫn không an tâm, khi y nhìn thấy con trai xuất hiện ở nhà, trong lòng lập tức an ổn, song mặt vẫn u ám, lộ ra vẻ không vui, đương nhiên Triệu Vĩnh Phúc không vui không phải là vì con trai, chủ yếu là bởi vì Cảnh Thiên Thu, nữ nhân này quá mức chấp nhất. Thật sự là khiến y đau đầu. Triệu Quốc Cường rất quy củ gọi một tiếng cha. Triệu Vĩnh Phúc hừ một tiếng, anh còn chịu về nhà ư. Sau khi nói xong lại cảm thấy trong lòng có một loại tư vị nói không lên lời, thực sự gặp chuyện, mặc dù người mạnh như y, cũng hy vọng có người nhà ở bên cạnh. Triệu Quốc Cường nói cha, ngày hôm qua con sợ cha giận nên ra ngoài đi loanh quanh. Triệu Vĩnh Phúc nhìn thoáng qua con trai, có chút mệt mỏi ngồi xuống sofa, Triệu Quốc Cường cũng rất có tầm mắt. Vội vàng pha trà cho lão gia tử. Triệu Vĩnh Phúc nói khẽ, vừa đi thăm cô Cảnh của anh. Triệu Quốc Cường nói, cô ta nói thế nào? Triệu Vĩnh Phúc không nói gì, chỉ lắc đầu. Triệu Quốc Cường nói, cha, con muốn nói với cha về chuyện này. Không muốn nói, Triệu Vĩnh Phúc nhắm mắt lại. Triệu Quốc Cường nói, cha, Quản Thành và cô Cảnh chắc đã quen nhau rất lâu rồi, đối với chuyện của hắn, cô Cảnh nhất định là biết rõ. Triệu Vĩnh Phúc nhíu mày, đã sớm nói qua với cô ta rồi, đừng có kết giao quan hệ xã hội khắp nơi, hiện tại trên xã hội người nào cũng có, ngư lòng hỗn tạp. Hiện tại hay rồi, cuối cùng tự chuốc lấy rắc rối. Cha chẳng lẽ thực sự tin cô Cảnh bị liên lụy ư? Triệu Vĩnh Phúc bởi vì những lời này của con trai mà trầm mặc, hiểu con không ai bằng cha, có những lúc, con trai đối với cha cũng vậy. Triệu Quốc Cường nói, Quản Thành là nhân vật nguy hiểm. Hắn có liên quan tới rất nhiều vụ mưu sát bằng bom, trong đó có cả quan lớn của quốc an, hắn đối với hoàn cảnh nội bộ của nhân gian cung khuyết thì vô cùng quen thuộc, bởi vậy có thể đoán ra thời gian hắn ẩn thân ở nhân gian cung khuyết cũng không ngắn. Qua lời khai của nhân viên công tác khác trong nhân gian cung khuyết, thân phận trước đó của Quản Thành là bảo vệ của nhân gian cung khuyết. Phụ trách phòng theo dõi, là cô Cảnh tự mình thuê. Triệu Vĩnh Phúc nói, cô ta quá hồ đồ. Triệu Quốc Cường nói, có lẽ cô ta không phải hồ đồ như cha nghĩ đâu. Triệu Vĩnh Phúc mở mắt ra, có chút phẫn nộ nhìn con trai, hắn lý giải những lời này của con trai là một loại trào phúng. Triệu Quốc Cường từ vẻ mặt của cha đã biết y hiểu lầm mình, vội vàng giải thích, căn vào tình huống tìm hiểu được thì cô ta và Quản Thành có thể đều bị người nào đó thao túng. Triệu Vĩnh Phúc vì những lời này của con trai mà cảm thấy bối rối, anh có ý gì? Triệu Quốc Cường nói, cha, có một việc con muốn hỏi cha. Vẻ mặt của hắn lộ ra có chút do dự. Triệu Vĩnh Phúc nói đi. Cha phải hứa trước là không được tức giận. Chương 2435, không quan tâm ba. Anh còn chưa nói là chuyện gì thì sao biết tôi sẽ tức giận. Nói đi, tôi đáp ứng anh. Triệu Quốc Cường nói, cha và cô Cảnh quan nhau đã bao lâu rồi. Nội tâm Triệu Vĩnh Phúc run lên, con trai chưa bao giờ hỏi chuyện giữa y và Cảnh Thiên Thu. Y không muốn ở trước mặt con trai nhắc tới chuyện tình cảm của mình. Vừa định phát tác, nhưng lại nghĩ tới mình vừa mới nói là sẽ không tức giận,
cố áp chế cơn tức rồi nói khẽ, được 7 năm rồi. Triệu Quốc Cường nói, mẹ qua đời được 10 năm. Vẻ mặt Triệu Vĩnh Phúc bắt đầu có chút mất tự nhiên. Y dùng sự phẫn nộ để che giấu vẻ kích động, hai mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng Triệu Quốc Cường hiển nhiên không bị vẻ mặt của cha làm cho sợ hãi, hắn tiếp tục nói, lúc ban đầu cũng cảm thấy cha và Cảnh Thiên Thu quen nhau sau khi mẹ qua đời, nhưng sau khi Quốc Lương Ngộ hại con đã triển khai một loạt điều tra, trong đó bao gồm cả Cơ Nhược Nhạn, thông qua điều tra mới biết, cô ta là thông qua quan hệ của Cảnh Thiên Thu mà vào được công ty. Triệu Vĩnh Phúc nói, anh đang hoài nghi cái gì? Triệu Quốc Cường nói, con từng ở trước mộ mẹ thề nhất định sẽ phải đưa hung thủ hại chết Quốc Lương ra trước pháp luật, cho nên mấy năm nay vẫn luôn điều tra, kết giao giữa cha và Trương Dương rất khó lý giải, con cũng từng hoài nghi hắn, tiến hành đại lượng điều tra nhằm vào hắn, phát hiện hắn trong chuyện của Quốc Lương là vô tội. Lại tiêu phí đại lượng thời gian và tinh lực, điều tra mỗi người có liên quan tới Quốc Lương lúc sinh tiền, Cơ Nhược Nhạn gia nhập công ty đã được 7 năm. Sau khi tìm hiểu tình huống thì con sinh ra một số hoài nghi về quan hệ giữa cha và Cảnh Thiên Thu, cho nên bắt tay vào điều tra tất cả tương quan tới Cảnh Thiên Thu. Sắc mặt Triệu Vĩnh Phúc xanh mét, mỗi người đều có bí mật của mình, y cũng vậy, cho dù là con trai mình thì y cũng không muốn tất cả bí mật đều bại lộ, cách làm này của con trai là bất kính đối với y. Triệu Quốc Cường không nhìn mặt cha, vì sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tới phân tích của mình, hắn tiếp tục nói, thông qua điều tra thì phát hiện. Cha và Cảnh Thiên Thu đã quen nhau được 11 năm, nói cách khác là trước khi mẹ qua đời hai người đã quen nhau rồi. Triệu Vĩnh Phúc không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, y, hét lớn câm mồm. Triệu Quốc Cường nói những này không phải là muốn chỉ trích cha, mà là đang trình bày một sự thật. Triệu Vĩnh Phúc tức giận nói, chuyện này không cần mày hỏi tới. Triệu Quốc Cường nói, trước khi chết, mẹ và em trai đều nhìn cô ta không vừa mắt, nhưng mẹ Thủy Chung không nói gì. Dù đã biết chuyện của cha và Cảnh Thiên Thu, bà ấy làm vậy là để bảo vệ cha trước công chúng, muốn giữ hình tượng quang huy của cha. Triệu Vĩnh Phúc giơ tay lên hung hăng tát cho Triệu Quốc Cường một cái tát này rất mạnh, rất vang, thậm chí còn tự Triệu Vĩnh Phúc còn bị tiếng vang ấy làm cho giật mình. Mặt Triệu Quốc Cường lộ rõ vế năm ngón tay, nhưng hắn không hề sợ, tiếp tục nói, tôn trọng quyết định của mẹ, lựa chọn vì bà ấy mà giữ bí mật này không nói cho ai, nhưng vì phải điều tra rõ chân tướng của chuyện này. Cho nên vẫn triển khai một loạt điều tra nhằm vào Cảnh Thiên Thu. Triệu Vĩnh Phúc sau khi tát con trai xong thì cả người tựa hồ đột nhiên bình tĩnh lại, có lẽ là bởi vì y biết bạo lực không thể ngăn cản chân tướng, cuối cùng ngầm chấp nhận hiện thực này. Triệu Quốc Cường nói, cô ta 11 năm trước từng có bầu, cha được ghi chép về việc phá thai của cô ta bệnh viện, khi mang thai 5 tháng thì bất ngờ từ trên cầu thang ngã xuống, khiến thai nhi chết non trong bụng, cuối cùng không thể không lựa chọn phá thai. Triệu Vĩnh Phúc môi mím chặt, điều này khiến cho mặt y lộ ra vẻ cứng ngắc. Triệu Quốc Cường nói, con thực sự không muốn tiếp tục điều tra, nhưng vì trong lòng không yên, nên vẫn tiếp tục điều tra Cảnh Thiên Thu, rồi phát hiện một chuyện. Triệu Quốc Cường tạm dừng một chút, nhìn cha, phát hiện ánh mắt của cha đang hướng xuống đất, không còn chĩa vào mặt mình như lúc trước. Triệu Quốc Cường nói, khi Cảnh Thiên Thu một thì cha mẹ đều chết, cô ta còn có một người chị gái, hơn cô ta 12 tuổi, sau khi cha mẹ mất. Cô ta và chị gái phân biệt được hai nhà thu dưỡng, Cảnh Thiên Thu theo cha mẹ nuôi của cô ta hiện tại, chị gái của cô ta thì theo bằng hữu của cha mẹ cô ta lúc sinh tiền, Vương Thượng Thanh, về sau đổi tên thành Vương Quân Giao, cũng chính là em gái của tiền thính công an Bình Hải Vương Bá Hành. Triệu Vĩnh Phúc ngẩng đầu, trong mắt y tràn ngập vẻ kinh ngạc, y và Cảnh Thiên Thu bí mật quan hệ nhiều năm, nhưng y trước giờ cũng không biết Cảnh Thiên Thu còn có thân thế phức tạp như vậy. Triệu Quốc Cường nói, cha không hề hiểu cô ta. Cảnh Thiên Thu có thể mở, cần một khoản tài chính rất lớn, chỉ với mình cha thì không thể giúp cô ta gom góp đủ tiền, mà phần lớn là tới từ Vương Quân Giao, cũng chính là kẻ từng lẩn trốn ở nước Mỹ, lợi dụng đủ loại quan hệ, xây dựng mạng lưới rửa tiền Trung Mỹ hải sắt phu nhân, tài chính để Cảnh Thiên Thu gây dựng sự nghiệp chính là có nguồn gốc như vậy. Triệu Vĩnh Phúc nghe đến đây, cả người như sắp hư thoát, y vô lực ngồi dựa vào sofa, nói khẽ, những gì mà con nói tất cả đều là sự thật ư. Triệu Quốc Cường nói, con hoài nghi Cảnh Thiên Thu cũng là một thành viên trong mạng lưới rửa tiền của Vương Quân Giao, cô ta làm sinh ý bất hợp pháp rất lâu, cha trước đây cứ nói cô ta quá vu lơi, dễ bị người ta che mắt, nhưng sự thật không đơn giản như trong tưởng tượng của cha đâu. Triệu Vĩnh Phúc có chút đau khổ vỗ vào trán mình, không hiểu cô ta vì sao lại làm như vậy. Triệu Quốc Cường nói, cha chắc biết quan hệ giữa Vương Quân Giao và Hứa Thường Đức chứ. Ngoại giới đồn đại rất nhiều.
tin đồn vô căn cứ chưa chắc không có nguyên nhân, Vương Quân Dao đổ lỗi cái chết của Hứa Thường Đức lên người Trương Dương, cô ta sở dĩ trở về nước là vì báo thù. Triệu Vĩnh Phúc nói, con hoài nghi, y bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ, thậm chí không dám nghĩ tiếp. Triệu Quốc Cường nói, Trương Dương không có vấn đề gì tới cái chết của Quốc Lương, có người hại chết Quốc Lương để giá họa cho Trương Dương, chứng minh hung thủ này chẳng những hận Quốc Lương, hơn nữa hận cả Trương Dương. Tạm dừng một chút rồi nhìn cha, con bỏ rất nhiều thời gian để điều tra người người Quốc Lương phát sinh mâu thuẫn với Quốc Lương, đến cuối cùng nhất nhất bài trừ tất cả. Triệu Vĩnh Phúc nắm chặt hai nắm đấm, những lời này của con trai đã biểu đạt ý tứ rất minh bạch, cái chết của Quốc Lương có liên quan tới người làm cha là y. Triệu Quốc Cường nói, cha có kẻ thù hay không? Triệu Vĩnh Phúc trầm mặc, y không trả lời vấn đề này của con trai, bởi vì y không biết nên trả lời như thế nào. Triệu Quốc Cường một mực đứng bên canh chờ. Qua hồi lâu, Triệu Vĩnh Phúc mới phá vỡ trầm mặc, nói khẽ, Quốc Cường, cha rất mệnh, cần nghỉ ngơi. Triệu Quốc Cường nhìn khuôn mặt tràn ngập bi thương của cha, hắn tin cha nhất định đã nghĩ ra gì đó, Triệu Quốc Cường không nói gì, chỉ gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài, khi rời khỏi thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Mùa thu này đối với An gia mà nói thì đầy màu máu. An Đạt Văn biết được cha từ cổ tháp núi Vân ngã xuống thì tức khắc từ Hong Kong trở lại kinh thành, hắn không hề thông chi tin tức này cho bất kỳ ai trong gia tộc, thế cục trước mắt của An gia không được lạc quan lắm, trước khi chuyện sáng tỏ, hắn không muốn dẫn tới chấn động lớn hơn. An Đạt Văn tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy di dung của cha, vẫn không nhịn được mà rơi lệ, cả đời này hắn rất ít khi khó, chậm rãi dùng vải trắng che đi khuôn mặt đã biến hình của cha, An Đạt Văn chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi trả lời phía cảnh sát mấy câu hỏi, An Đạt Văn chuẩn bị lên xe đi thì nhìn thấy có một chiếc xe dừng lại cạnh xe mình, khi hắn đến gần, hai nam tử mặc tây trang màu đen thì trên xe đi xuống, một người trong đó chính là Quốc An Cảnh Chí Siêu. Cảnh Chí Siêu cản đường An Đạt Văn, An tiên sinh, chúng tôi có một số lời muốn nói với anh. An Đạt Văn lúc này tâm tình cực kỳ xấu, tôi không có gì để nói với anh cả. Cảnh Chí Siêu nói, An tiên sinh tôi biết anh bởi vì chuyện cha ngộ hại mà tâm tình không tốt, nhưng vấn đề chúng tôi muốn nói chính là liên quan tới chuyện này, tôi nghĩ anh chắc không muốn cha mình cứ vậy chết một cách không minh bạch chứ. An Đạt Văn tựa hồ bị những lời này của Cảnh Chí Siêu nói động, hắn gật đầu, ổn định tình tự một chút rồi nói đi, anh muốn biết gì từ tôi. Cảnh Chí Siêu nói, anh quen Trương Bích Quân à? Không, An Đạt Văn nói như chém đinh chặt sắt. Cảnh Chí Siêu nói, Tiết Thế Luân thì sao? An Đạt Văn nhíu mày, hắn và Tiết Thế Luân từng không ít lần xuất hiện trước công chúng, Cảnh Chí Siêu nếu hỏi như vậy, chứng minh hắn trước đó đã tìm hiểu một phen rồi, An Đạt Văn nói, quen, chúng tôi vốn định hợp tác đầu tư làm ăn. Chương 2436, không quan tâm 4. Cảnh Chí Siêu nói, làm ăn gì? Cái đó và có liên quan tới anh ư, anh nếu có hứng thú thì có thể đi hỏi Tiết Thế Luân. Tôi hiện tại không có hứng thú, cũng không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của anh. An Đạt Văn nói xong thì xoay người lên ô tô của mình, hắn nói khẽ đi. Ô tô chậm rãi khởi động, lái xe sau khi đi qua xe Cảnh Chí Siêu thì nói khẽ, tiên sinh đi đâu? Dẫn tôi đi tìm Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân nghe nói An Đạt Văn tới đây tìm mình thì vẫn vui vẻ tiếp đãi, tuy rằng y biết rõ An Đạt Văn lần này đột nhiên đến kinh là vì chuyện gì, nhưng vẫn giả bộ chưa biết gì. A Văn, tới kinh thành lúc nào thế? Tôi còn tưởng rằng gần đây cậu sẽ không tới đây. An Đạt Văn nói khẽ, cha tôi bị giết rồi. Tiết Thế Luân tựa hồ chưa nghe rõ hắn nói gì, gì cơ. An Đạt Văn mím môi nói, cha tôi qua đời rồi. Tiết Thế Luân thoạt nhìn vẫn có chút không tin, đùa kiểu gì thế, chúng tôi hai ngày trước vừa mới gặp mặt, sao có thể? Vẻ mặt của y không giống đang giả vờ, nhưng lời Tiết Thế Luân nói tuyệt đối không phải là thật. Y đã sớm biết tin tức An Đức Huyên bị giết, lúc này lại giả vờ hoàn toàn không biết gì cả. An Đạt Văn, nói chú Tiết, tôi hôm nay tới là muốn trực tiếp nói một tiếng với chú, hay là nhờ chú giúp, tôi dù sao cũng là người Hong Kong, các mặt ở nội địa tôi không quen thuộc lắm. Tiết Thế Luân nói, A Văn, cậu cứ nói với tôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. An Đạt Văn cố nén bi thương, kể lại chuyện này một lượt, An Đạt Văn tới đây tìm Tiết Thế Luân tuyệt đối không phải là như lời hắn nói. Quan hệ giữa hắn và Tiết Thế Luân sớm đã xuất hiện rạn nứt, ở sâu trong lòng hắn đã coi Tiết Thế Luân là kẻ địch, mà hắn tin Tiết Thế Luân cũng đã nghe tin. Sau khi cha ngộ hại, An Đạt Văn đầu tiên hoài nghi Tiết Thế Luân, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn lúc trước từng lợi dụng Tang Bối Bối để dụ Trương Bích Quân ra,
tuy rằng Trương Bích Quân không phải hắn tự tay giết chết. Nhưng cái chết của Trương Bích Quân có liên quan trực tiếp tới hắn, An Đạt Phan biết, trên thế giới này giấy không gói được lửa, với trí thông minh của Tiết Thế Luân, y sớm muộn gì cũng sẽ biết mình đã làm gì, An Đạt Phan cho rằng cái chết của cha rất có thể là Tiết Thế Luân trả thù. Tiết Thế Luân là nhân vật nào chứ? Đương nhiên có thể nhìn ra An Đạt Phan lần này tới tuyệt đối không phải là đơn giản báo tang, lại càng không phải là nhờ mình giúp, thằng ôn này là muốn trực tiếp thử phản ứng của mình, muốn nghiệm chứng mình rốt cuộc có liên quan gì tới cái chết của An Đức Huyên hay không. Tiết Thế Luân nói, A Văn, cậu yên tâm, tôi và cha cậu tuy rằng quen biết không lâu, nhưng lại có chút hợp ý, chuyện này cho dù cậu không tới tìm tôi thì tôi cũng nhất định sẽ tìm người điều tra, tuyệt đối không thể để Đức Huyên huynh phải chết một cách oan uổng như vậy được. An Đạt Văn tất nhiên không tin những lời thổ lộ này của Tiết Thế Luân, nhưng ngoài miệng vẫn biểu đạt lòng cảm kích. Sau khi An Đạt Văn rời đi, vẻ mặt Tiết Thế Luân tràn ngập khinh thường, y châm một điếu thuốc lá, rít một hơi, lại nhìn thấy con gái Tiết Vĩ Đồng từ trên gác đi xuống, vội vàng dập thuốc, tuy rằng động tác của y rất nhanh, nhưng vẫn bị Tiết Vĩ Đồng nhìn thấy. Tiết Vĩ Đồng, nói ôi, cha không phải đáp ứng con không hút thuốc lá nữa rồi ư. Tiết Thế Luân cười nói, quên, khụ khụ. Y liên tục ho khan mấy tiếng, gần đây y vừa nhiễm phong hàn, thủy chung không khỏi. Tiết Vĩ Đồng vội vàng tới phía sau y, vỗ lưng cho y, Tiết Thế Luân thở hắt ra một hơi rồi nói, được rồi, tay con dùng sức như vậy, vỗ thêm nữa là phổi cha bị con vỗ nát đấy. Tiết Vĩ Đồng bật cười, ai bảo cha hút thuốc, bác sĩ nói đường hô hấp trên của cha bị nhiễm bệnh, gần đây không thể hút thuốc, nhưng cha lại làm ngược lại, không cho cha làm gì thì cha càng cố tình làm cái đó đúng không? Càng già càng không nghe lời. Tiết Thế Luân nói, lời nói của bác sĩ không thể hoàn toàn tin được, hiện tại bác sĩ đều thích phóng đại bệnh tình của bệnh nhân, đây chính là chỗ giảo hoạt của bọn họ, chị khỏi thì chứng minh y thuật của bọn họ cao siêu, nếu như chị không hết thì lại nói bệnh tình nghiêm trọng, anh chết cũng không liên quan tới tôi. Tiết Vĩ Đồng nói cha, con không thích cha nói như vậy đâu, cứ như trên đời này không ai có thể tin được ấy, ở trong mắt cha người khác tất cả đều âm hiểm giả dối. Tiết Thế Luân cười nói, chờ con đến tuổi của cha sẽ biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Tiết Vĩ Đồng nói, An Đạt Văn tới tìm cha làm gì? Cô ta đối với An Đạt Văn vẫn luôn không có thiện cảm, từng nhiều lần phát sinh xung đột với hắn. Tiết Thế Luân nói, cha hắn chết, cho nên tới đây báo với cha. Tiết Vĩ Đồng nói, cha hắn chết thì có liên quan gì tới cha? Giao tình của cha và An Đức Huyên tốt lắm à? Tiết Thế Luân nói, con bé này, sao lại nói thế được? Cha và họ trước đây có làm ăn với nhau, tuy rằng hiện tại không còn quan hệ hợp tác, nhưng mua bán không được thì còn tình nghĩa mà. Tiết Vĩ Đồng nói, cha cách xa họ chút, An gia không có ai tốt cả. Cô ta nói xong liền đi ra ngoài. Tiết Thế Luân có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng con gái, lớn tiếng nói, con buổi trưa không ở nhà ăn cơm với cha à? Tiết Vĩ Đồng nói, ba anh em bọn con hẹn nhau ăn cơm, không ăn với lão già chán ngấy này đâu. Cô ta vẫy vẫy tay, tạm biệt. Tiết Thế Luân đúng là dở khóc dở cười, y đứng lên trở lại thư phòng, đóng cửa phòng lại, mở ngăn kéo lấy điện thoại rồi nhanh chóng bấm số. Sau khi điện thoại đổ mấy tiếng chuông thì đối phương bắt máy. Tiết Thế Luân nói, chuyện của An Đức Huyên là anh làm à? An Đức Hằng ở đầu kia điện thoại thấp giọng bật cười, có phải làm rất đẹp hay không, có phải hả giận rồi không? Tiết Thế Luân nói, anh hình như quên trước khi làm chuyện này thì báo cho tôi hay. An Đức Hằng nói, không cần tôi phải ra tay, hơn nữa tôi cũng không biết bọn họ sẽ ra tay lúc nào. Tiết Thế Luân lấy thuốc lá châm một điếu, rít một hơi, sau đó ho khan, tôi trước đó đã nói với anh rồi, làm việc không thể quá cấp tiến, chuyện của An Đức Minh vẫn chưa giải quyết, anh đã chĩa họng súng về phía An Đức Huyên, như vậy có thể khiến cho bọn họ hoài nghi. An Đức Hằng nói, hoài nghi gì? Hoài nghi tôi còn sống trên thế giới này. Hắn nói xong liền bật cười ha ha, anh có phải là lo có người sẽ hoài nghi anh hay không? Tiết Thế Luân nói, An Đạt Văn vừa mới tới nhà tôi báo tang, nhờ tôi giúp hắn điều tra chân tướng tử vong của cha hắn. An Đức Hằng nói, xem ra hắn hình như đã hoài nghi anh rồi. Tiết Thế Luân lạnh lùng, nói anh hình như rất thích nhìn thấy kết quả như vậy. An Đức Hằng nói, sao lại thế? Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, chẳng lẽ tôi lại đi làm chuyện lấy oán trả ơn? Tiết Thế Luân mắng thầm trong lòng, chuyện lấy oán trả ơn anh đâu chỉ làm một lần, y nói khẽ, An gia bên kia không thể làm quá gấp được, bằng không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của tôi. An Đức Hằng nói, kế hoạch của anh và kế hoạch của tôi không hề xung đột với nhau,
nếu như An Đạt Văn chĩa họng súng với anh thì đừng ngại nói với hắn chân tướng, cứ bảo tất cả mọi chuyện đều là tôi làm, tôi không sợ hắn, năm đó hắn đối với tôi như thế nào, tôi hôm nay sẽ trả lại gấp bội. Tiết Thế Luân nói, anh tiếp theo định làm thế nào? An Đức Hằng nói, không định gì cả, chỉ muốn nhìn người An gia chết đi hết. Sau khi hai huynh đệ An Đức Huyên và An Đức Minh chết, đời này của An gia đã không còn ai. Tiết Thế Luân minh bạch cừu hận của An Đức Hằng đối với An gia, chỉ không ngờ hắn đối với An gia lại hận tới mức này, cái chết của An Đức Huyên và An Đức Minh vẫn không thể bình ổn sự phẫn nộ trong lòng hắn, xem ra hành động báo thù điên cuồng của An Đức Hằng vẫn sẽ tiếp tục, đây là con ác lang do mình tự tay nuôi dưỡng. Tiết Thế Luân trước khi thả hắn về rừng, đã cân nhắc tới khả năng xấu nhất. Hiện tại xem ra An Đức Hằng đang có ý đồ từng bước thoát ly sự khống chế của mình, điều này đối với Tiết Thế Luân mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Tiết Thế Luân nói, anh nghe rõ cho tôi, chuyện này nhất định phải đóng vững đánh chắc, bằng không sẽ chỉ làm đối thủ phát giác sớm. An Đức Hằng nói, anh yên tâm, tôi làm việc rất chắc, chuyện của An Đức Huyên vĩnh viễn sẽ không liên lụy tới anh, An Đạt Văn cũng không dạy dỗ được ở trên đời này lâu nữa đâu. Tiết Thế Luân nói, cho hắn một số manh mối, anh có năng lực dắt mũi hắn mà. An Đức Hằng không trả lời trực tiếp lời nói của Tiết Thế Luân, nhẹ giọng thở dài, Hong Kong sắp tới có bão rồi, tôi không thích Hong Kong, thực sự không thích Hong Kong một chút nào. Chương 2437, mặt mũi 1. Bữa ăn trưa nay do Từ Kiến Cơ làm ông chủ, Hồng Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc bầu bạn bên cạnh hắn, hai người đã định ngày kết hôn, hôm nay ăn cơm là để thông chi cho đám người Trương Dương. Trương đại quan nhân nghe nói chuyện này thì lập tức nói, chúc mừng, hai người về sau làm chuyện đó là hợp pháp rồi. Hồng Nguyệt mặt đỏ gắt, miệng chó không mọc được ngà voi. Tiết Vĩ Nồng cười nói, Tam ca, em vốn còn tưởng rằng được uống rượu mừng của anh Yên như trước, không ngờ nhị ca lại giành trước. Từ Kiến Cơ nói, chúng tôi 12 tháng 12 thì kết hôn, địa điểm tổ chức hôn lễ ở Hải Nam, lão Tam, vai trò phù rể không ai ngoài cậu. Tiết Vĩ Nồng nhấc tay nói, em làm phù dâu. Từ Kiến Cơ nói, thôi thôi, em là ở bên anh, phù dâu đương nhiên phải để tân nương tử tự mình tìm chứ. Hồng Nguyệt nói, em sẽ gọi hai cô thật là xinh tới. Tiết Vĩ Nồng nói, đừng, tính tam ca của em chị không phải không biết, nếu thực sự sáng tạo cho anh ta cơ hội này, khẳng định sẽ lại có cô gái vô tội gặp nạn. Trương Dương nói, sặc, anh là loại người đó ư, anh hiện tại đã tu tâm dưỡng tính rồi. Rất chi là thuần khiết. Từ Kiến Cơ nói, tiêu chuẩn thuần khiết của mỗi người đều khác nhau, cảnh giới của tam đệ không phải loại người bình thường như chúng ta có thể lý giải. Mắng tôi à, tôi nghe ra được là anh đang mắng tôi. Trương đại quan nhân giả bộ nổi giận. Tiết Vĩ Nồng châm ngòi thổi gió, chính là mắng loại củ cai hoa tâm anh đó, đúng là không hiểu sao Yên Nhiên lại yêu anh. Có lầm hay không đó, anh là tam ca của em mà. Di động của Trương đại quan nhân đổ chuông. Hắn nhấc điện thoại, là tỉnh trưởng Chu Hưng Dân gọi tới, Chu Hưng Dân trong khoảng thời gian này đều đang họp ở Kinh Thành, Trương Dương trước đây đã gặp y một lần. Không muốn nói lâu, Chu Hưng Dân gọi điện thoại tới chỉ nói là có việc gấp, bảo Trương Dương tới nhà hắn một chuyến. Tỉnh trưởng triệu hồi, Trương đại quan nhân đương nhiên không dám chậm trễ, buông điện thoại rồi cười nói với mấy người, ngại quá, hôm nay lại để mọi người mất hứng rồi. Từ Kiến Cơ hỏi rõ xảy ra chuyện gì rồi gật đầu, cậu mau đi đi, chính sự quan trọng hơn. Trương Dương không phải lần đầu tiên đến Chu gia, nhưng Chu gia vẫn có nghĩa là một chỗ thần bí đối với hắn. Không nói đến Chu lão và Kiều lão, Tiết lão đều là người hiển hách một thời này chính đàn, chỉ cần truyền thừa của Chu gia trên chính đàn đã khiến đa số người ngước nhìn rồi. Chu Hưng Dân là nhân vật chính trị nổi tiếng nhất của đời thứ ba Chu gia, tuổi còn trẻ đã là tỉnh trưởng Bình Hải, tiền đồ chính trị của y được đại đa số người xem trọng. Trương Dương khi tới Chu gia, Chu Hưng Dân đang nói chuyện với một lão thái thái trong phòng khách, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Chu Hưng Dân nói, Trương Dương, cậu tới đúng lúc lắm, lão gia từ sáng nay tập thể dục không cẩn thận bị trẹo lưng, nghe nói trị liệu ở phương diện này là sở trường của cậu, cho nên mới mời cậu tới đây. Trương Dương thế mới biết Chu Hưng Dân gọi tới là vì việc tư. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, thật ra trong khoảng thời gian này hắn đã làm không ít chuyện khiến Chu gia khó chịu, tuy rằng không phải là nhằm vào Chu gia. Nhưng trên trình độ rất lớn đã chế tạo phiền toái cho Chu gia. Chu Hưng Dân nói với lão thái thái bên cạnh, mẹ. Mẹ cứ ngồi đây nhé, con dẫn Trương Dương đi. Trương Dương nghe y xưng hô với lão thái thái, vội vàng tới chào hỏi, chào đại nương. Hắn thật sự không biết lão thái thái này. Lão thái thái mặt mũi hiền lành, cười cười với hắn,
cũng không nói nhiều. Trương Dương đi theo Chu Hưng Dân tới hậu viện, Chu Hưng Dân nói, người vừa rồi là vú em của tôi. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì đầu liền to ra. Hóa ra là vú em của Chu Hưng Dân, vú em của y chẳng phải chính là mẹ ruột của Tạ Khôn Cử ư? Chẳng lẽ lão thái thái của Tạ gia lần này tới là vì chuyện của Tạ Khôn Cử? Chu Hưng Dân nếu không có nói rõ ý đồ đến của lão thái thái Tạ gia, Trương đại quan nhân tất nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, đi theo y tới chỗ Chu lão ở, nhìn thấy Chu lão đang nằm nghiêng người đọc sách trên giường. Chu Hưng Dân nói, ông nội. Chu lão ừ một tiếng, không hề xoay người lại. Chu Hưng Dân nói, cháu mời phu tới cho ông đây. Chu lão nói, cứ chuyện bé xé ra to, đã nói với các cậu rồi, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Ông ta buông sách, muốn xoay người lại nhưng không cẩn thận động tới lưng, đau đến nỗi hít hà. Chu Hưng Dân và Trương Dương vội vàng đi tới, giúp Chu lão xoay người, lại giúp ông ta ngồi dậy. Chu lão lúc này mới nhìn rõ người được mời đến là Trương Dương, ông ta không khỏi bật cười, đây không phải là Trương Dương ư. Đúng rồi, tôi cũng nghe lão Kiều nói, cậu trong trung y rất có tạo nghệ, lão Kiều còn dạy biện pháp điều tức dưỡng khí mà cậu dạy lão cho tôi. Trương Dương cười nói, khó được Chu lão nhớ tới. Chu lão cố ý nghiêm mặt, sao? Khinh tôi già rồi còn hồ đồ à? Trí nhớ của tôi tuyệt đối không kém hơn đám người trẻ tuổi các cậu đâu. Chu Hưng Dân đưa Trương Dương tới chỗ Chu lão rồi lập tức trở về với vũ em. Chu lão chỉ vào ghế dựa bên giường, ra hiệu cho Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương cười nói, không vội, tôi trước tiên xem bệnh cho ngài đã. Chu lão chỉ phần eo bên trái của mình, Trương Dương tới ngồi xuống bên cạnh ông ta, vươn tay ra chạm vào phần eo của ông ta, tìm được chỗ đau, cười nói, không sao. Chỉ là trẹo bình thường thôi, tôi nắn bóp cho ngài mấy cái là xong. Trương đại quan nhân nói xong là làm, thủ pháp massage của hắn cực kỳ cao siêu. Chỉ thoáng cái Chu lão liền cảm thấy phần eo rất thoải mái, massage khoảng 5 phút đồng hồ, Trương Dương cười nói, ngài đứng lên thử xem. Chu lão thử đứng lên, nhìn ra được ông ta rất cẩn thận, có điều khi ông ta đi mấy bước, lại vặn lưng, xác định lưng mình không ngờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, không khỏi kinh thán, Trương Dương à Trương Dương. Cậu thật là lợi hại, đám danh y của viện trung y tới massage rồi lại bạt quán, cũng không thấy có hiệu quả, cậu nắn bóp mấy cái không ngờ đã khỏi. Trương Dương cười nói, lời này của ngài tôi không ủng hộ, tôi không phải tùy tiện nắn mấy cái nắn này của tôi tiêu phí nhiều năm khổ công mới luyện thành đó. Chu lão cười to, không sai, không sai, lão Kiều quả nhiên không lừa tôi, thằng nhóc cậu thực sự có tài. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, ngài đây là khen tôi hay là mắng tôi thế? Chu lão và Trương Dương nói chuyện phiếm mấy câu, không hề có liên quan tới chuyện gần đây, Trương đại quan nhân vốn trong lòng vẫn có chút không yên, sợ Chu lão nhắc tới chuyện xảy ra gần đây, nhưng về sau hắn lại minh bạch một đạo lý, với cảnh giới của Chu lão không thể nói những chuyện này với hắn, mình cho rằng gần đây ở kinh thành cổ động phong vân, nhưng ở trong mắt Chu lão có lẽ chỉ như đám trẻ con đánh nhau. Trương Dương ở trong phòng Chu lão nửa giờ thì cáo từ, ra bên ngoài thì nhìn thấy Chu Hưng Dân từ trước mặt đi tới. Trương Dương cười nói, xong rồi, Chu lão không sao. Chương 2438, mặt mũi 2. Chu Hưng Dân gật đầu, cùng Trương Dương ra bên ngoài, cậu ăn cơm chưa? Trương Dương ăn ngay nói thật, vừa mới ăn được một nửa, nhận được điện thoại của điện thoại tôi tức khắc chạy đến ngay. Từ phương diện khác cũng biểu đạt sự coi trọng đối với cú điện thoại của Chu Hưng Dân. Chu Hưng Dân mỉm cười nói, tôi mời cậu ăn cơm. Trương Dương, không được. Tôi còn phải về ăn. Chu Hưng Dân nói, tôi đã sai đầu bếp chuẩn bị xong rồi. Trương Dương nhìn thấy y thật lòng mời, vì thế liền gật đầu đáp ứng, đi theo Chu Hưng Dân tới nhà ăn, nhìn thấy trên bàn đã bày bốn món ăn một món canh, không ngờ Chu gia bình thường ăn cơm cũng dựa theo tiêu chuẩn tiếp đãi mà quốc gia quy định. Chu Hưng Dân biết Trương Dương thiện ẩm, mở một bình rượu ngũ lương, Trương Dương lấy rượu rót cho y trước. Lúc này đầu bếp bưng một con cua vừa hấp xong lên. Trương đại quan nhân giờ mới biết món chính hôm nay là đây. Chu Hưng Dân nói, đây là cua người khác tặng cho lão nhân gia, ông ấy không ăn, trong nhà bình thường cũng không có nhiều người, cậu đến vừa hay có cái chiêu đãi cậu. Trương Dương cười nói, tỉnh trưởng Chu quá khách khí rồi, đúng rồi, Tạ đại nương đâu? Chu Hưng Dân nói, bà ta về rồi. Trương Dương cùng Chu Hưng Dân uống một ly, trong lòng cân nhắc, tỉnh trưởng đại nhân mời mình uống rượu chắc không chỉ đơn giản là để biểu đạt lòng biết ơn đâu. Vừa rồi lão thái thái của Tạ gia tới đây, khẳng định cũng là để nhờ vả, liên tưởng tới chuyện phiền toái của Tạ Khôn Cử hiện tại, phỏng chừng lão thái thái 89 phần 10 tới là vì chuyện này.
Chu Hưng Dân nói, tôi ngày kia phải về Bình Hải rồi, cùng nhau về nhé. Trương Dương nói, tôi cũng định về đây, có điều vẫn chưa định ra là ngày nào, vả lại, tôi về Tân Hải, ngài về Đông Giang, chúng ta cũng không phải là cùng đường. Chu Hưng Dân bật cười, cậu ở Kinh Thành lâu như vậy, chắc là thích Kinh Thành, hay là làm luôn chủ nhiệm ban chú Kinh đi. Trương Dương minh bạch những lời này của Chu Hưng Dân không chỉ là nói đùa, hắn cười theo, tôi trước đây đã làm ở ban chú Kinh rồi. Lúc ấy bởi vì không tìm thấy cảm giác tồn tại ở Kinh Thành cho nên mới về địa phương, hiện tại quay lại, vẫn thấy địa phương tốt hơn, ít nhất không có nhiều ước thúc và cố kỵ. Chu Hưng Dân nói, là vàng thì đến chỗ nào cũng đều sẽ sáng lên. Trương Dương nói, tôi không phải là vàng, tôi chỉ là một cục gạch, có thể cho góp một viên gạch trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đã là sự khoái hoạt lớn nhất của tôi rồi, tôi thực sự không trông chờ có thể phát ra được nhiều hào quang hơn. Chu Hưng Dân nói, tác dụng của viên gạch cũng không chỉ là trong việc xây dựng, có những lúc gạch có thể trở thành vũ khí đấy. Trương Đại Quan Nhân nghe ra lời này của tỉnh trưởng Chu tựa hồ đang ám chỉ gì đó, Trương Đại Quan Nhân không tiếp lời. Chu Hưng Dân nói, hiện tại ở bên ngoài đều đang đồn đại, nói một tay cậu giải quyết nhân gian cung khuyết, chuyện này có phải thật hay không? Trương Dương cười nói, không liên quan tới tôi, đó đều là quốc an và công an liên thủ làm, tôi và Cảnh Thiên Thu không thù không oán gì mà. Chu Hưng Dân nói, tôi nghe Tạ Khôn Cử nói hôm ấy hắn nhìn thấy cậu ở đó. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm, ngài cuối cùng cũng không nhịn nổi, dẫn vào chính đề rồi, nhưng chuyện này không phải tại tôi nào biết Tạ Khôn Cử phong lưu khoái hoạt ở đó, tôi là đi bắt quản thành, ai bảo tên xui xẻo đó đụng vào họng súng. Hắn cười nói, ngài không nói tôi cơ hồ cũng quên mất chuyện này, đúng rồi, nếu như không phải gặp được tôi, chỉ sợ hắn đã sớm bị người ta gài bom nổ chết rồi, tuy rằng không phải tôi dỡ. Nhưng tôi miễn cưỡng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của hắn. Chu Hưng Dân mỉm cười nói, đúng rồi, có điều Tạ Khôn Cử hiện tại có chút sống không bằng chết. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ, hắn sống không bằng chết liên quan đéo gì tới tôi. Nhưng ở trước mặt Chu Hưng Dân, những lời này tuyệt không thể nói ra miệng được. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu, tôi nói một câu không nên nói nhé, thật ra nhân phẩm của Tạ Khôn Cử có chút vấn đề. Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Hưng Dân. Phát hiện Chu Hưng Dân không hề bởi vì những lời này của hắn mà tức giận. Chu Hưng Dân thở dài, tôi từ nhỏ được vú em nuôi lớn, trong lòng tôi và Khôn Thành, Khôn Cử là anh em ruột, tôi cũng biết Khôn Cử đã làm sai chuyện, nhưng vú em lớn tuổi như vậy rồi, bà ta đang môn tới đây cầu tôi làm sao không thể nể mặt lão nhân ra được. Chu Hưng Dân nói như vậy ngược lại khiến Trương Dương rất kinh nể y, một người bất kể quan chức cao bao nhiêu, tài phú nhiều bao nhiêu. Nhưng có những căn bản không thể quên được, hiếu là căn bản của người, một người nếu như đối với cha mẹ cũng không hiếu kính, anh rất khó tưởng tượng hắn sẽ đối với người khác như thế nào. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu, tôi cũng không giấu gì anh, chuyện của nhân gian cung khuyết tôi không phải là nhằm vào Tạ Khôn Cử, Cảnh Thiên Thu chứa chấp quản thành, mà quản thành có liên quan tới rất nhiều vụ đánh bom mưu sát, cho nên quốc an mới áp dụng hành động với nhân gian cung khuyết, trong quá trình ở hành, tôi đi theo đặc công quốc an truy kích quản thành. Tiến vào thông đạo bí mật, phát hiện Tạ Khôn Cử và một nữ lang bị trói lại với nhau, quản thành gan bom hẹn giờ trên người bọn họ. Nếu như không phải chuyên gia gỡ bom của quốc an ra tay, Tạ Khôn Cử đã sớm hóa thành cho rồi. Trương Đại Quan Nhân cho rằng Tạ Khôn Cử không những không nên hận mình, ngược lại nên cảm kích mình mới đúng. Chu Hưng Dân nói, tình huống lúc đó tôi cũng biết, nhưng anh không nên chụp ảnh hắn đưa cho Triệu Nhu Đình. Cổ nhân nói, dỡ 10 tòa miếu không hủy một cuộc hôn nhân. Cậu khiến vợ chồng người ta bất hòa. Minh qua gặp nhau, cách làm này có phải thiếu suy nghĩ hay không? Chu Hưng Dân cũng không trách Trương Dương chụp ảnh Tạ Khôn Cử, y cảm thấy, cậu chụp thì chụp, dù sao cậu và Tạ Khôn Cử trước đây cũng có cửu oán, nhưng chuyện không cần thiết phải làm tuyệt như vậy. Còn đưa ảnh cho lão bà nhà người ta, khiến cho hiện tại Triệu Nhu Đình và Tạ Khôn Cử quay mặt thành thù, đi tới mức ly hôn. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu. Xem ra ông cũng không rõ chân tướng của sự việc rồi, tôi thừa nhận đã chụp ảnh Tạ Khôn Cử, nhưng tôi cũng cứu mạng hắn, tôi vừa rời khỏi nhân gian cung khuyết thì hắn đã phái người theo, cản ô tô tôi rồi ý đồ gây bất lợi cho tôi. Chu Hưng Dân nghĩ thầm đó cũng là anh khiến cho Tạ Khôn Cử cùng đường, hắn mới nghĩ ra hạ sách này. Trương Dương nói, thật ra Triệu Nhu Đình và Tạ Khôn Cử ly hôn không phải là bởi vì chuyện này, những bức ảnh này chỉ chẳng qua là dây dẫn nổ mà thôi. Có một số việc tôi vốn không muốn nói, sức khỏe của Triệu Nhu Đình một mực không tốt, Tạ Khôn Cử ngoài mặt thì quan tâm tới cô ta, nhưng trên thực tế lại là hạ độc dược mãn tính cho cô ta.
Chu Hưng Dân hiển nhiên không ngờ Tạ Khôn Cử lại làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, y nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Chương 2439, mặt mũi 3. Trương Dương nói, Triệu Nhu Đình đã sớm biết chuyện này, giữa vợ chồng bọn họ sớm đã hình thành ngăn cách, ly hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi. Chu Hưng Dân thở dài nói, quả nhiên là thanh quan khó đoạn gia sự. Trương Dương nói, tôi cũng không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của hai vợ chồng bọn họ, nhưng con người của tôi lại là trong mắt không thể chịu được hạt cát, thấy chuyện bất bình luôn không nhịn được. Chu Hưng Dân nói, chuyện này không trách cậu. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu, bất kể nói thế nào thì lần này tôi cũng sai. Con người tôi cứ xung động lên là thường thường không cân nhắc tới hậu quả, Tạ Khôn Cử tuy rằng không phải là người tốt. Nhưng tôi ít nhiều cũng phải bận tâm tới mặt mũi của ngài, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chu Hưng Dân bị thằng ôn này khiến cho dở khóc dở cười, y cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi nói, Trương Dương, thật ra đổi thành tôi vị trí của cậu chắc cũng sẽ làm như vậy, thôi, chuyện này tôi cũng không quản được. Có điều tôi coi như là minh bạch, vì sao hai vợ chồng bọn họ lại tới nước này. Trương Dương trong lòng minh bạch, Chu Hưng Dân trong lòng chưa chắc đã như ngoài miệng, mình lần này chơi Tạ Khôn Cử thảm như vậy, trên thực tế đã vỗ vào mặt Chu Hưng Dân, hắn nghĩ không nên ở đây lâu, hàn huyên với Chu Hưng Dân một lát rồi giả bộ đột nhiên nhớ tới gì đó, ối, hỏng rồi, tôi hẹn với phía công an tới tìm hiểu tình huống, chỉ lo nói chuyện với ngài, không ngờ lại quên mất. Chu Hưng Dân nói, mau đi đi. Đừng làm ảnh hưởng tới chính sự. Trương đại quan nhân cơ hội đứng dậy cáo từ, khi Chu Hưng Dân tiễn hắn ra cửa thì nhìn thấy Chu Chí Kiên mặc cảnh phục trở về. Đúng là không phải oan gia không đụng đầu, giữa Trương đại quan nhân và Chu Chí Kiên đã xảy ra nhiều lần va chạm. Chu Chí Kiên nhìn thấy Trương Dương không ngờ xuất hiện ở nhà mình thì mắt lập tức đỏ lên, hắn nhìn Trương Dương rồi tức giận nói anh tới làm gì. Trương đại quan nhân cười nói với Chu Hưng Dân, tỉnh trưởng Chu, tôi đi trước. Hắn căn bản không thèm quan tâm tới Chu Chí Kiên. Chu Chí Kiên tức giận đến xanh mặt, xông lên định tìm Trương Dương lý luận thì lại bị Chu Hưng Dân nhéo lỗ tai. Chu Hưng Dân kéo Chu Chí Kiên vào trong nhà, lúc này mới buông tay ra. Chu Chí Kiên xoa cái tai đã đỏ bừng lên, bụng đầy ủy khuất nói, chú Năm, chú làm gì thế? Chu Hưng Dân nói, nên là tôi hỏi cậu mới đúng, thằng nhóc cậu sao bất lịch sự thế, có kiểu đối đãi với khách nhân như vậy à? Chu Chí Kiên nói, hắn mà là khách à? Chú Năm, chú không biết đó thôi, hắn căn bản chính là phần tử nguy hiểm, đừng trách cháu không nhắc chú trước, về sau tốt nhất cách xa hắn một chút. Chu Hưng Dân vừa bực mình vừa buồn cười, y lắc đầu, cậu đúng là không thể nói lý. Chu Chí Kiên nói, chú Khôn Cử chính là bị hắn chơi. Chu Hưng Dân nói, cậu có được tin tức từ chỗ nào? Chu Chí Kiên nói, cả thế giới đều biết, căn bản không cần hỏi. Chu Hưng Dân vốn định giáo huấn hắn mấy câu, nhưng lúc này cảnh vệ viên tới, nói với y lão gia tử muốn gặp y. Chu Hưng Dân trừng mắt lườm Chu Chí Kiên một cái, thằng nhóc cậu chờ đó cho tôi, lát nữa tôi lại tính sổ với cậu. Chu Hưng Dân tới hậu viện, nhìn thấy ông nội đang đi chậm ở trong sân, xem ra y thuật của Trương Dương quả nhiên linh nghiệm, lão gia tử đã hoàn toàn bình phục rồi. Chu lão dừng chân nhìn thu cúc đầy vườn, nhẹ giọng than thở, thu cúc tuy đẹp, nhưng hoa kỳ lại ngắn ngủi. Chu Hưng Dân tới bên cạnh ông ta, mỉm cười nói, thật ra ngắn ngủi cũng là một bộ phận của Mỹ Hảo, chính là vì ngắn ngủi cho nên mới chân quý. Chu lão xoay người nhìn y một cái, vũ em đi rồi à? Chu Hưng Dân gật đầu. Chu lão hai tay chắp sau lưng, bà ta tìm anh có phải vì con trai của bà ta hay không? Chu Hưng Dân nói, vũ em chưa bao giờ nhờ tôi giúp gì, lần này Khôn Cử thực sự gặp phiền toái rồi. Chu lão nheo mắt lại. Hình dáng của hoa cúc trong tầm nhìn của ông ta trở nên mơ hồ, dung hợp thành thuần một màu, ông ta nói khẽ, bất kỳ phiền toái nào cũng là tự mình chuốc lấy, một người không giải quyết được phiền toái của mình, sẽ mang tới phiền toái cho người khác, một người khi muốn giúp người khác giải quyết phiền toái, thật ra chính là tự tìm phiền toái, đương nhiên, cũng phải dám người này có đáng giúp hay không. Chu Hưng Dân lặng lẽ nghiền ngẫm những lời này của ông nội. Chu lão nói, vừa rồi tiểu tử Chí Kiên ở bên ngoài ồn ào gì thế? Chu Hưng Dân nói, quả nhiên là không có gì giấu được ông. Chu lão nói, người khác tuổi càng lớn thì tai càng nghếch, tôi thì hoàn toàn ngược lại, nghe thấy rất nhiều chuyện không muốn nghe. Chu Hưng Dân nói, chuyện của Khôn Cử cháu đã tìm hiểu rõ rồi, là hắn sai, không trách ai được. Nếu sai thì phải tự gánh vác trách nhiệm, hai huynh đệ của Tạ gia này cũng có chút không an phận, anh có thời gian thì tìm bọn họ nói chuyện, tuy rằng bọn họ không phải con cháu của Chu gia.
nhưng trong mắt người ngoài, rất nhiều hành vi của bọn họ đều đại biểu cho ý tứ của chúng ta. Chu lão thở dài, người già rồi, càng lúc càng để ý tới mặt mũi, cả đời này tôi thanh liêm, khi già lại càng không muốn để những chuyện nhàm chán khốn nhiễu. Chu Hưng Dân nói, ông nội yên tâm, cháu sẽ giải quyết tốt chuyện này. Chu lão nói, Chí Thiên còn trẻ, đầu óc đơn giản, nghe nói nó gần đây rất thân thiết với thằng bé nhà tiểu phó. Chu Hưng Dân nói, người trẻ tuổi luôn có mấy người bạn mà. Chu lão mỉm cười nói, đứa nhỏ nhà Hiến Lương rất thông minh, trong bạn cùng lứa tuổi cũng được cho là nổi tiếng, trước đây cũng để lại cho tôi ấn tượng không tồi. Nói tới đây Chu lão tạm dừng một chút, có điều đứa nhỏ này nếu đi chơi cùng Chí Kiên thì chắc là tôi đánh giá cao hắn rồi, châu tìm châu, ngựa tìm ngựa, bọn họ nếu như không phải cùng một loại, như vậy hắn sẽ cảm thấy Chí Kiên dễ bắt nạt. Chu Hưng Dân đã nghe ra Chu lão có chút khó chịu với hành vi lợi dụng Chu Chí Kiên của Phó Hải Triều. Chu lão nói, tôi vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với các anh, đời của Chí Kiên thì tôi không có tinh lực để quản, mà muốn quản cũng không được, tôi không thể để cho người khác ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Các anh ở Chu gia tất cả đều là những đứa trẻ, nhưng đi ra ngoài thì tất cả đều đại biểu cho hình tượng của Chu gia, con cháu của Chu gia phải biết quy củ. Chu Hưng Dân nói, ông nội yên tâm, cháu sẽ giáo huấn Chí Kiên. Chu lão nói, tôi trước đây thích xen vào việc của người khác, luôn cảm thấy mình có thể quản thêm một chuyện, thì trên đời này sẽ bớt đi một chuyện phiền toái, nhưng về sau mới phát hiện, quản càng nhiều thì chuyện lại càng nhiều, phiền toái cũng lại càng nhiều, câu vô vi nhi trị của cổ nhân không phải không có đạo lý. Hiện tại cũng lười chẳng muốn quản gì, gặp chuyện cách xa vạn dặm mới tốt, anh nói tôi đây có phải là sợ phiền phức hay không? Chu Hưng Dân nói, ông nội, ông có nghe nói Tĩnh Hải gần đây đang nghiêm đả không? Đề tài của y từ chuyện trước mắt đột nhiên chuyển rời đến Tĩnh Hải, chuyển rời đến trên người Kiều Trấn Lương. Chu lão mỉm cười nói, sau khi Trấn Lương tới Tĩnh Hải cũng làm không ít việc thật, gần đây trên tin tức luôn nhìn thấy hắn, tôi vốn cho rằng hắn sau khi rời khỏi Bình Hải thì không gượng dậy nổi, thật không ngờ thằng ôn này vẫn rất có năng lực. Chu Hưng Dân nói, ông gần đây vào Kiều còn thường xuyên chơi cờ không? Chu lão lắc đầu, chơi mấy chục năm rồi, nước cờ của nhau đã nắm hết. Dù sao không phải tôi thắng thì là lão ấy thắng, cùng lắm thì là hòa. À mà anh nói tôi mới nhớ ra, đã lâu lắm rồi không đánh cờ với lão Kiều. Trương Dương vốn muốn đi tìm Vu Cường Hoa để tìm hiểu tiến triển mới nhất, nhưng phía Quốc An lại gọi điện thoại tới trước, nói là có tình huống muốn nói với hắn. Trương Đại Quan Nhân cho rằng từ chỗ quản thành đã có được tiến triển, hắn ngay lập tức tới Tổng bộ Quốc An, được người ta dẫn vào văn phòng của Cảnh Chí Siêu. Trương Dương trước đó đã từng tới nơi này. Trước đây nơi này thuộc về Hình Chiêu Huy, chẳng lẽ Cảnh Chí Siêu đã thăng chức? Trương Dương nhìn chung quanh rồi nói, chúc mừng chủ nhiệm Cảnh Vinh thăng. Cảnh Chí Siêu nói, tôi không hề thăng quan. Trương Dương ngồi xuống đối diện hắn, quản thành khai gì chưa? Cảnh Chí Siêu thở dài nói, cái miệng của hắn cứng lắm, một mực chắc chắn tất cả chuyện này đều là Tiết Thế Luân sai khiến. Nhưng thông qua điều tra của chúng tôi Tiết Thế Luân, y không liên quan gì tới chuyện này. Trương Dương nói, nếu như kết quả điều tra của các anh chính xác, như vậy chính là quản thành muốn giá họa cho Tiết Thế Luân, rốt cuộc người nào lại hận y như vậy? Cảnh Chí Siêu không hề trả lời vấn đề này của Trương Dương, hắn rót cho Trương Dương chén cà phê rồi nói khẽ, có chuyện tôi phải thông chi cho anh một tiếng, Ngũ Đắc Chí bị chúng tôi tạm thời khống chế rồi. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, gì cơ? Các anh dựa vào gì mà bắt Ngũ Đắc Chí? Cảnh Chí Siêu nói, anh đừng nóng. Tôi hỏi anh, năm đó khi Văn Hạo Nam ở Bắc Cảng đảm nhiệm Đại Cục trưởng Công an, ô tô của hắn bị nổ là sao? Trương Đại Quan Nhân nghe hắn nhắc tới chuyện này, lập tức có chút minh bạch, năm đó để dọa Văn Hạo Nam rời khỏi Bắc Cảng, Trương Đại Quan Nhân không thể không ra hạ sách này, dùng đánh bom ô tô để kinh động La Tuệ Ninh, từ đó khiến cho Văn Hạo Nam không thể không rời khỏi Bắc Cảng, chuyện này luôn là bí mật được che giấu ở trong lòng hắn, hắn vốn cho rằng chuyện đã sớm qua rồi, không còn ai theo đuổi nữa. Nhưng không ngờ hiện giờ theo quản thành xa lưới, chuyện này lại bị khơi dậy. Chương 2440, mặt mũi 4. Trương Dương nói, tôi sao biết được, tôi không phải công an cũng không phải quốc an, trách nhiệm điều tra chuyện này là của các anh. Cảnh Chí Siêu nói, quản thành cơ hồ đã thừa nhận tất cả các vụ đánh bom, chỉ mỗi vụ này là hắn kiên trì nói không liên can tới hắn. Chúng tôi đã đưa tình hình cụ thể hiện trường vụ nổ cho hắn xem. Hắn đã chỉ ra mấy điểm đáng ngờ. Cho rằng vụ nổ đó không phải là muốn giết người, mục đích chủ yếu là để hủy chiếc xe, hơn nữa căn cứ vào phạm vi vụ nổ và tính khống chế chính xác phán đoán ra,
có năng lực hoàn thành vụ đánh bom đó có rất ít người, xuất thân từ Quốc An thì chắc chỉ có hai, một là hắn, một là Ngũ Đắc Chí. Trương đại quan nhân trong lòng thầm kêu không tốt, đám người này đã tra được chỗ mấu chốt rồi, giữa Ngũ Đắc Chí và Quản Thành quả thực xứng là biết người biết ta, đều vô cùng quen thuộc với thủ pháp của nhau, Trương Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn tức giận nói tôi đúng là bội phục đầu óc của các anh. Lời nói của Quản Thành cũng có thể tin ư, Quản Thành hiện tại hận nhất chính là Ngũ Đắc Chí, nếu như không phải Ngũ Đắc Chí ra tay, hắn có lẽ đã sớm đào thoát rồi, hắn đương nhiên muốn kéo Ngũ Đắc Chí xuống nước, bịa đặt ra chuyện này để vu hãm Ngũ Đắc Chí cũng rất bình thường. Cảnh Chí Siêu nói, nhưng lúc đó Quản Thành không ở Bắc Cảng, hắn đang ở Vân An chế tạo sự kiện đánh bom, tôi đã xem xét thời gian rồi. Trên cơ bản bài trừ khả năng Quản Thành gây án ở Bắc Cảng. Trương Dương nói, cho dù không phải hắn làm thì cũng không thể chứng minh là Ngũ Đắc Chí làm, các anh căn bản chính là đổ oan cho người tốt. Ngũ Đắc Chí lập cho các anh, chẳng những không được các anh khen ngợi, ngược lại còn gán cho hắn thêm tội danh, đây con mẹ nó còn có vương pháp nữa không? Còn con mẹ nó có công lý chính nghĩa hay không? Trương đại quan nhân tức giận đến nỗi vỗ mạnh lên bàn. Biểu hiện của Cảnh Chí Siêu từ đầu tới đuôi đều vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy Trương Dương tức giận, hắn ngược lại bật cười, tôi nói này, anh bình tĩnh một chút được không? Tốt xấu gì cũng là một cán bộ quốc gia, động chút là thổi dâu trừng mắt, ngay cả vỗ bàn cũng vỗ, bước tiếp theo của anh có phải muốn đánh người hay không? Trương Dương tức giận nói, tôi không đánh người già. Cảnh Chí Siêu nghĩ thầm, hay quá, tôi bị anh xếp vào hạng già cả rồi, hắn thở dài, xe của Văn Hạo Nam nổ tung không phải việc nhỏ. Lúc ấy cục lý của chúng tôi thành lập tổ chuyên án đặc biệt nhằm vào chuyện này, vẫn luôn tiến hành, ngoài mặt thì như đã quên đi, nhưng trên thực tế công tác điều tra chưa bao giờ ngừng cả. Trương Dương nói, thích tra thì tra, đừng đổ oan cho người tốt là được. Trong lòng hắn biết rõ, chuyện này chắc không át đi được. Cảnh Chí Siêu nói, chúng tôi sẽ tìm tất cả đương sự để hỏi. Trương Dương nói, ăn no rừng mỡ, phụ của Quản Thành lớn như vậy không đi điều tra. Lại đi phí tinh lực vào những chuyện vớ vẩn, thuần túy lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của người nộp thuế. Cảnh Chí Siêu nói, quan hệ của anh và Văn Hạo Nam khi đó vô cùng găng, lúc ấy anh có phải đặc biệt em hắn rời khỏi Bắc Cảng hay không? Trương Dương hầm hầm nhìn Cảnh Chí Siêu, anh có ý gì? Còn nói hưu nói vượn nữa là tôi đéo nể mặt ai nữa đâu. Cảnh Chí Siêu nói, anh đừng uy hiếp tôi hỏi như vậy tất cả là vì công tác. Chính vụ nổ ô tô này đã trực tiếp khiến Văn Hạo Nam bị điều đi. Trương Dương nói, anh đang ám chỉ chuyện này có liên quan tới tôi ư. Cảnh Chí Siêu nói, không phải tôi ám chỉ, là có người cho rằng như vậy. Người này chính là Văn Hạo Nam, khi Quốc An gọi hắn tới báo cáo tình huống, Văn Hạo Nam lập tức đưa ra phán đoán, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị điều khỏi Bắc Cảng, vụ nổ ô tô lần đó thủy chung là cái đinh trong lòng hắn, hiện giờ hắn cuối cùng cũng thấy rõ bản chất của chuyện này. Ngũ Đắc Chí không thừa nhận, Trương Dương cũng sẽ không thừa nhận, nhưng Văn Hạo Nam cũng không phải là người thường, hắn làm công tác hình trinh nhiều năm, từ những tình huống trước mắt đã suy đoán ra vụ nổ này chắc chắn là Trương Dương gây ra. Thật ra trong lòng Văn Hạo Nam vẫn luôn coi Trương Dương là đối tượng hoài nghi cuối cùng. Trương Dương vốn định gặp Ngũ Đắc Chí nhưng lại bị Cảnh Chí Siêu cự tuyệt, trước mắt Ngũ Đắc Chí đang bị Quốc An tra hỏi, trong đó bao gồm cả khâu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Nên không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc với hắn, Trương đại quan nhân biết chuyện trước mắt đã trở thành kết cục đã định, cũng không phải là Cảnh Chí Siêu có thể quyết định, cho dù hắn làm ầm lên cũng vô dụng, mà kế hiện tại, là hy vọng Ngũ Đắc Chí có thể thuận lợi thông qua máy kiểm tra nói dối, đương nhiên công tác khác cũng phải làm. Cảnh Chí Siêu không hề làm khó Trương Dương, dù sao mọi người cũng quen biết nhau, huống chi Ngũ Đắc Chí cũng không khai Trương Dương ra. Nhiều nhất chỉ có thể nói Trương Dương có hiểm nghi. Không ai có thể nhận định hắn có tội. Cảnh Chí Siêu đối với Trương Dương cũng coi như là khách khí, hỏi xong tình huống thì tự mình đưa Trương Dương ra cửa, tới trước cửa thang máy thì Trương Dương dừng chân, lão Cảnh, Ngũ Đắc Chí khẳng định là vô tội, tôi hy vọng các anh đừng làm khó hắn. Cảnh Chí Siêu nói, anh yên tâm đi, chuyện của Ngũ Đắc Chí chúng tôi nhất định sẽ xử lý công chính. Hắn mấp máy môi rồi hạ giọng nói, có điều, chuyện này tôi không làm chủ được. Anh nên thông qua con đường khác để bắn tiếng với bên trên. Trương đại quan nhân minh bạch ý tứ của Cảnh Chí Siêu, Cảnh Chí Siêu là đang ám chỉ hắn thông qua con đường bên trên gây áp lực cho Quốc An, từ điểm này cho thấy, Cảnh Chí Siêu vẫn không tồi. Thang máy tới tầng trệt, sau khi cửa thang máy mở ra, Văn Hạo Nam và một gã nhân viên công tác của Quốc An đi ra, hắn cũng không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây.
Nếu như nói trước đây Văn Hạo Nam đối với Trương Dương còn có thể giả vờ như thấy người lạ, nhưng sau khi vụ nổ ô tô ở Bắc Cảng sáng tỏ, tâm tính của Văn Hạo Nam hiển nhiên xảy ra chuyển biến, hắn tức giận nhìn Trương Dương, sao? Bị bắt hả? Trương Dương cười nói, tôi không phạm pháp, ai bắt tôi? Tôi đang định đi đây, lão cảnh, chào nhé. Trương đại quan nhân không muốn cùng dây dưa với Văn Hạo Nam, chuẩn bị rời đi. Văn Hạo Nam nói, rốt cuộc là thế giới thay đổi hay là con người thay đổi? Làm việc chẳng lẽ nhất định phải không từ thủ đoạn ư? Trương Dương không đáp lại Văn Hạo Nam, hắn đi vào thang máy. Trương Dương minh bạch chuyện này nhất định không thể qua được mắt cha nuôi mẹ nuôi, không biết chuyện lần này sẽ làm cho bọn họ chấn động như thế nào. La Tuệ Ninh nghe con trai nói xong, phản ứng đầu tiên của bà ta chính là không thể, bà ta lắc đầu, không thể, Trương Dương không thể làm như vậy được. Văn Hạo Nam nói, mẹ, mẹ đừng để biểu hiện giả dối mê hoặc, hắn trước giờ không phải là người tốt đâu, làm mỗi một việc đều có mục đích rõ ràng, dã tâm của người này rất lớn, sở dĩ đi lại thân thiết với nhà chúng ta, còn không phải bởi vì cha con có thể giúp đỡ hắn trên sĩ đồ ư, bằng không việc gì hắn phải nhu thuận như vậy. La Tuệ Ninh nói, Hạo Nam, bắt con rời khỏi Bắc Cảng vốn là ý của mẹ, không liên can tới Trương Dương. Văn Hạo Nam nói, nếu như không phải vụ nổ đó, cha mẹ sao lại nghĩ hết biện pháp bắt con đi? Mẹ, mẹ luôn nghĩ hắn thiện lương, cho tới giờ luôn bị hắn lừa, hắn chỉ lợi dụng hai người thôi, hiện tại hắn đã ngả về phía Kiều gia rồi, hắn căn bản chính là hạng người bợ đỡ nịnh nọt. La Tuệ Ninh nói, Hạo Nam, con có thể bình tĩnh một chút hay không? Trương Dương từ đầu tới cuối đã lúc nào có lỗi với Văn gia chúng ta chưa? Văn Hạo Nam nói, chuyện của chị con thì sao? Nếu như không phải vì hắn thì chị con sao lại rơi vào trạng thái hôn mê? Nếu như không phải chị con may mắn, chỉ sợ đã sớm trong tay của hắn rồi, chuyện của Tần Manh Manh thì sao? Hắn bụng dạ khó lường, cứ muốn chia rẽ con và Tần Manh Manh. La Tuệ Ninh tức giận nói, con nói bậy bạ gì đó. Nếu như không phải có Trương Dương, chị con căn bản sẽ không tỉnh lại, nó sở dĩ gặp chuyện không may, tất cả là vì nó, mẹ không trách nó, cũng chưa bao giờ trách nó cả. Về phần Tần Manh Manh, cô ta căn bản không hề thích con, Trương Dương không hề chia rẽ hai đứa, là mẹ khuyên con từ bỏ, mẹ không muốn con chứ chấp mê bất ngộ, Trương Dương là vì phân ưu cho mẹ nên mới đáp ứng. Con biết mẹ sẽ nói đỡ cho hắn, mẹ đã sớm biết Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh, mẹ còn mấy lần ra tay tương trợ, giúp cô ta thoát ly khốn cảnh. Trong khoảng thời gian này Hà gia đã mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái, mẹ cho rằng Trương Dương tốt, cho nên cam tâm làm rất nhiều chuyện trái với nguyên tắc cho đứa con nuôi này, nhưng mẹ có từng nghĩ tới cha con không? Có nghĩ tới những việc này sẽ ảnh hưởng tới cha thế nào không? La Tuệ Ninh cơ hồ không thể tin những lời này lại xuất phát từ trong miệng của con trai, bà ta trợn trừng hai mắt, nhìn con trai mình một cách bất khả tư nghị, bà ta chưa bao giờ hoài nghi phẩm hạnh của con trai, nhưng lúc này bà ta bỗng nhiên dao động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 244.